Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Tập 204. Hắn đang nói thì bỗng la lên, các huynh đệ, hạ hết bọn chúng. Hắn vừa dứt lời thì liền xông về phía Thiên Tầm. Thiên Tầm thấy Diệp Huyên ra tay thì sắc mặt liền trở nên nặng nề, người trẻ tuổi thời nay đều ngông cuồng đến vậy sao? Thiên Tầm không nói lời thừa mà lập tức biến mất khỏi chỗ đứng. Một luồng sức mạnh ập đến. Sức mạnh cơ thể thuần túy. Đằng xa, ý chí chiến đấu ngập trong ánh mắt Diệp Huyên, hắn vừa mới đột phá, cũng nên đánh một trận ra trò. Lúc Diệp Huyên và Thiên Tầm ra tay, Quân Tà và Thích Thiên bên cạnh hắn cũng xông về phía bốn cao thủ Tuế Nguyệt Tiên. Khi hai bên giao đấu, Thích Thiên và Quân Tà đã khống chế toàn bộ các cao thủ của Thiên Yêu tộc, không đúng, nên nói là đánh bọn họ như bao cát. Vô địch trong cùng cấp. Dù là Quân Tà hay Thích Thiên cũng đều là thiên tài trong các thiên tài, cộng thêm việc bọn họ có được sự giúp đỡ từ Lão Quân, vì vậy, sau khi họ đạt đến cảnh giới Tuế Nguyệt Tiên, cao thủ Tuế Nguyệt Tiên bình thường vốn không thể nào là đối thủ của bọn họ. Lúc đánh nhau với Diệp Huyên, Thiên Tầm nhìn thấy mấy cao thủ Tuế Nguyệt Tiên của mình đều bị khống chế thì vẻ mặt liền trở nên khó coi. Bọn Diệp Huyên không làm gì được hai luân hồi hành giả như bọn họ, nhưng những cao thủ Tuế Nguyệt Tiên mà bọn họ gọi đến thì rõ ràng không phải là đối thủ của bọn Diệp Huyên. Chưa được bao lâu thì mấy cao thủ Tuế Nguyệt Tiên đó đều bị giết chết. Hoàn toàn không phải đối thủ. Thiên Tầm nghĩ đến đây thì đã không còn tâm trạng chiến đấu nữa, cơ thể rung lên, gã lùi về sau hơn mười mấy vạn trượng. Lúc vừa mới giữ khoảng cách với Diệp Huyên, gã liền lấy ra một tấm lệnh bài và bóp nát. Một luồng sức mạnh thần bí liền biến mất khỏi nơi sâu thẳm ở tận cùng tinh không. Diệp Huyên liếc nhìn vào sâu trong tinh không rồi im lặng. Mấy tên này đúng là không có võ đức, hở một chút là gọi cứu binh, thật không biết xấu hổ. Thiên Tầm lạnh lùng nhìn Diệp Huyên, người sẽ phải trả giá cho những hành động hôm nay của mình. Diệp Huyên cười ha ha, đừng nói nhảm nữa, đánh đi. Hắn vừa dứt lời thì liền xông về phía Thiên Tầm. Bù! Một luồng kiếm quang bỗng vút qua. Sát khí thoáng qua trong ánh mắt Thiên Tầm, gã bỗng xông về trước, tung một đấm về phía Diệp Huyên, đấm đó khiến thời không trước mặt gã lõm xuống, sau đó thì vỡ nát và biến mất. Diệp Huyên đã bị luồng sức mạnh đáng sợ đó đẩy lùi ra xa hơn mấy vạn trượng. Thiên Tầm đang định thừa thắng xông lên thì lúc này vô số kiếm quang kỳ lạ đã xuất hiện xung quanh gã. Hai mắt Thiên Tầm nheo lại, hắn quơ tay phải. Những luồng kiếm quang đó đều bị đánh tan. Lúc này, Diệp Huyên bỗng xuất hiện trên đỉnh đầu Thiên Tầm, chém thẳng kiếm xuống. Vèo. Bầu trời rách toạc. Thiên Tầm đột ngột ngẩng đầu, đưa hai tay lên đỡ. Một vùng kiếm quang nát vụn. Thiên Tầm liên tục lùi về sau hơn mấy vạn trượng. Lúc gã vừa dừng lại, Diệp Huyên lại xuất hiện trên đỉnh đầu, chém thêm một kiếm xuống. Thiên Tầm bỗng hét lên giận dữ, giẫm mạnh chân phải xuống đất. Quỳnh! Dưới chân, thời không liền đổ sập. Thiên Tầm bay lên trời, xông thẳng về phía thanh kiếm đáng sợ của Diệp Huyên. Tận sâu trong thời không, một vùng kiếm quang vỡ nát. Diệp Huyên và Thiên Tầm đồng loạt lùi về sau đến hơn mấy chục vạn trượng. Sau khi Thiên Tầm dừng lại, gã liếc nhìn cơ thể mình, thấy khắp nơi đều là vết chém, hơn nữa đều rách toác, chỉ là chưa chạm đến xương. Thiên Tầm thấy vậy thì vẻ mặt liền trở nên khó coi, gã nhìn về Diệp Huyên ở phía xa, ánh mắt đằng đằng sát khí, đi chết đi. Gã vừa dứt lời thì liền nắm chặt tay phải, lúc đang định ra đòn thì Diệp Huyên bỗng biến mất. Nhưng mục tiêu của hắn không phải là Thiên Tầm mà là ông lão áo đen đang đánh nhau với Đạo Lăng ở bên cạnh. Quân Tà và Thích Thiên ở bên cạnh cũng không đánh nhau với mấy Tuế Nguyệt Tiên đó nữa mà xông thẳng về phía ông lão áo đen. Cục diện liền thành 5-1. Ông lão áo đen vẫn chưa kịp phản ứng thì đã bị văng ra xa đến mấy chục vạn trượng. Lúc ông ta dừng lại thì cơ thể liền rách toạc. Ông lão áo đen hơi ngớ người, ông ta nhìn về bọn Diệp Huyên ở phía xa. Run run nói, mẹ kiếp, bị bệnh à? Không thể không nói, lúc này đây ông ta hoàn toàn sững sờ. Ông ta không ngờ đám Diệp Huyên lại đột nhiên cùng vây công mình. Quá bất hợp lý. Có thể chơi cái kiểu đó được ư? Không chỉ mình ông lão áo đen mà nhóm Thiên Tầm cũng hoang mang,
Được lắm, sao tự dưng đám Diệp Huyên lại đột ngột chuyển mục tiêu? Diệp Huyên liếc ông lão áo đen, sau đó nói, chúng ta ai đánh phần người đó? Dứt lời, hắn lao về phía Thiên Tầm, còn Thích Thiên và quân tà thì xông tới chỗ mấy cường giả Tuế Nguyệt Tiên. Thấy vậy, sắc mặt ông lão áo đen lập tức trở nên khó coi. Chơi gì kỳ vậy? Lúc này, Đạo Lăng đột nhiên nói, nào, tiếp tục. Dứt lời, y lao về phía ông lão áo đen. Còn thiên khí thì vẫn đang trị thương. Hắn ta đã bị thương không nhẹ trong lúc đánh nhau với ông lão áo đen. Ông lão áo đen và Đạo Lăng đánh nhau thêm trận nữa, nhưng lần này ông ta có phần suy sụp, bởi vì ông ta không thể không dành bớt tinh lực để đề phòng nhóm Diệp Huyên. Ông ta rất sợ nhóm Diệp Huyên đang đánh nhau lại đột nhiên đổi mục tiêu. Bởi vì trong lòng ông ta hốt hoảng nên khó mà tập trung, thế nên Đạo Lăng đã dần chiếm ưu thế. Ở một bên khác, Diệp Huyên đánh nhau cùng Thiên Tầm, hắn dần chiếm ưu thế, nhưng từ đầu tới lúc này vẫn chưa hề thi triển nhất kiếm trảm hư vô. Sau khi đột phá, hắn cũng muốn giải tỏa. Chiến đấu chính là cách thức giải tỏa tốt nhất. Thiên Tầm dần dần nhận ra ý đồ của Diệp Huyên nhưng gã không hề có bất cứ biện pháp nào, hơn nữa, gã còn cảm nhận được rằng Diệp Huyên chưa hề dốc toàn lực. Thiếu niên này vẫn còn giữ át chủ bài. Giờ phút này, trong lòng gã bỗng cảm thấy bất an hẳn. Rốt cuộc thiếu niên này là ai? Gã không điên cuồng như ông lão áo đen mà tưởng Thiên Yêu tộc thật sự vô địch khắp vũ trụ. Quả thật Thiên Yêu tộc rất mạnh, nhưng còn chưa đến mức mạnh nhất cả vũ trụ. Điều gã lo lắng chính là lần này Thiên Yêu tộc đã đá trúng miếng sắt rồi. Ầm ầm. Đúng lúc này, kiếm quang dập trời xuất hiện, Thiên Tầm lập tức bị một kiếm của Diệp Huyên đánh bay về phía sau mấy nghìn trượng. Thiên Tầm vừa dừng lại, hàng trăm ánh kiếm đột nhiên xuất hiện xung quanh gã một cách kỳ lạ. Trảm tương lai. Mấy trăm ánh kiếm xuất hiện, thời gian và không gian không hề giống nhau. Thiên Tầm khẽ nheo mắt, trong lòng kinh ngạc tột độ. Không dám khinh thường chút nào. Gã bỗng nhiên nắm chặt hai tay, hạ thấp trọng tâm của cả người, tức giận hô to, một luồng sức mạnh khủng khiếp liền tuôn ảo ảo ra ngoài từ trong thân thể gã. Ầm ầm. Trong chớp mắt, vô số kiếm quang vỡ vụn. Một lát sau, kiếm quang tản đi hết, Thiên Tầm xuất hiện trong tầm mắt của Diệp Huyên, lúc này đây, khắp người gã toàn những vết chém với kích thước khác nhau, vết nào cũng đều rất sâu. Dù chưa bị phá nát thân thể nhưng quả thật Thiên Tầm cũng đã bị thương không nhẹ. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên quay đầu nhìn ông lão áo đen đằng xa. Cảm nhận được điều này, sắc mặt ông lão áo đen nhanh chóng biến đổi, ông ta không để ý tới Đạo Lăng nữa mà bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên, tức giận gào lên, ngươi nhìn cái gì? Diệp Huyên. Ông lão áo đen nhìn Diệp Huyên bằng ánh mắt kia thể Diệp Huyên chính là kẻ thù giết mẹ ông ta. Diệp Huyên cạn lời, dù sao ông lão này cũng là một cao thủ luân hồi hành giả, sao lại giống hệt chim sợ cành cong thế này. Đúng lúc đó bỗng vang lên tiếng kêu thảm thiết từ một phía, Diệp Huyên quay đầu nhìn, thấy cách đó không xa là quân tà và Thích Thiên đã liên thủ chém chết mấy cường giả Tuế Nguyệt Tiên của Thiên Yêu tộc. Thấy vậy, sắc mặt của ông lão áo đen và Thiên Tầm nhất thời vô cùng khó coi. Bọn họ sắp sửa bị đánh hội đồng sao? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Diệp Huyên đột nhiên cười nói, các ngươi đừng căng thẳng, chúng ta sẽ không đánh hội đồng các ngươi. Nghe thấy vậy, ông lão áo đen nhất thời thở phào một hơi, thanh niên này coi bộ vẫn hiểu đạo đức. Nhưng Diệp Huyên lại đột nhiên cười nói, tất nhiên, đó là điều không thể, ha ha. Dứt lời, ba người liền lao thẳng về phía ông lão áo đen. Còn thiên khí đã chữa thương trong thì phụ trách ngăn chặn Thiên Tầm. Thấy đám Diệp Huyên xông thẳng về phía mình, sắc mặt ông lão áo đen nhanh chóng biến đổi hoàn toàn, ông ta không chút do dự quay lưng biến mất ở tít nơi xa xăm. Trốn. Ông ta đã quả quyết chọn trốn đi. Cốt khí ư. Tôn nghiêm ư. Chẳng có ý nghĩa gì. Đều là thứ vô nghĩa. Sống sót mới là điều quan trọng nhất. Nếu đánh tay đôi thì ông ta chẳng việc gì phải sợ bất cứ ai trong nhóm 5 người Diệp Huyên. Nhưng nếu bị đánh hội đồng, vậy thì chắc chắn ông ta sẽ không chịu được, bởi vậy, chuồn là thượng sách. Thấy ông lão áo đen đánh bài chuồn, nhóm Diệp Huyên lập tức sững sốt, không ngờ ông ta lại chạy mất. Chơi kỳ vậy. Dường như nghĩ tới điều gì đó,
nhóm Diệp Huyên liền quay đầu nhìn về phía Thiên Tầm. Thiên Tầm lập tức biến sắc, toàn muốn chạy thì đã bị cả nhóm Diệp Huyên lao tới bên cạnh. Đánh hội đồng. Rầm 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 huỵch huỵch. Chỉ một lát, nơi này đã vang lên từng âm thanh vang dội. Cứ như vậy chừng một lúc sau, cả tinh không mới dần quay về trạng thái bình thường. Và giờ phút này, thân thể của Thiên Tầm vỡ nát, linh hồn ảm đạm. Vẫn chưa chết hẳn, nhưng cũng không khác là mấy. Thiên Tầm đột nhiên hét to, Thiên Mông. Giọng nói đó kèm theo sự giận dữ và không cam lòng vô cùng tận. Thiên Mông chính là lão già đã chạy trốn kia. Thật ra nếu như lão già kia không trốn thì với thực lực của hai người bọn họ vẫn có thể đánh với mấy người Diệp Huyên một trận, đợi cường giả thiên yêu tộc chạy tới. Nhưng gã không ngờ, Thiên Mông lại bán đứng đồng đội như thế. Quả thật quá táng tận lương tâm. Gã không hận nhóm Diệp Huyên, bởi suy cho cùng hai bên vốn là kẻ địch ngươi chết ta sống, làm vậy là chuyện rất bình thường, nhưng còn kẻ bán đồng đội như lão già Thiên Mông thì quá mức không có lương tâm. Thiên Tầm biến mất khỏi hiện trường trong trạng thái không hề cam lòng. Diệp Huyên nhìn về nơi xa, cảm thấy buồn cười vì không giữ chân được ông lão áo đen kia. Hắn biết, chắc chắn thiên yêu tộc cũng không có quá nhiều kiểu cường giả như luân hồi hành giả, giết bớt một thì sẽ ít đi một, đáng tiếc lại để đối phương chuồn mất. Lúc này, Thích Thiên đi tới bên cạnh Diệp Huyên, Diệp Huynh, chắc chắn bọn chúng sẽ còn quay lại, lần sau có lẽ sẽ không chỉ là một hai luân hồi hành giả nữa. Diệp Huyên gật đầu. Lần này thiên yêu tộc đã chịu thiệt thòi lớn, nếu đối phương còn coi thường nhóm mấy người bọn họ thì đúng là quá ngu ngốc. Thế nên chắc chắn lần sau thiên yêu tộc sẽ không chỉ phái một luân hồi hành giả, thậm chí còn phái cả cường giả có cấp bậc cao hơn luân hồi hành giả. Diệp Huyên nhìn mọi người, sau đó nói, vừa nãy đánh nhau có thu hoạch được gì không? Đạo Lăng gật đầu, thu hoạch cực lớn. Diệp Huyên cười nói thử xem nào. Đạo Lăng trầm mặc một lát mới nói, ta thấy sự chênh lệch giữa bọn chúng và lão quân là vô cùng lớn. Ta cũng rất nghi ngờ bọn chúng không phải là cảnh giới luân hồi hành giả chân chính. Thích Thiên khẽ gật đầu, đúng vậy. Nếu đánh nhau với lão quân thì hiện giờ ta cũng không thể thắng nổi, mà không, hẳn nên nói là bị đánh bầm dập tả tơi mới đúng. Nhưng chúng ta lại có thể đánh ngang tay với đám Thiên Tầm, thậm chí giết chết đối phương. Dứt lời, y khẽ lắc đầu, chênh lệch không chỉ bình thường thôi đâu. Lão quân. Diệp Huyên trầm mặc. Hắn chưa từng giao đấu với lão quân, nhưng có thể cảm nhận được sự cường đại của đối phương, nếu so với lão quân thì đám luân hồi hành giả của thiên yêu tộc quả thực kém quá nhiều. Lúc này, Đạo Lăng đột nhiên nói, Diệp Huynh, bọn chúng nhằm vào chúng ta mà không chịu điều tra trước về chúng ta sao? Tất nhiên, ta và Thích Thiên, quân ta cũng chẳng có gì để điều tra hết, nhưng Huynh thì khác, Huynh chính là thiếu chủ Dương tộc. Diệp Huyên lắc đầu cười, Dương tộc, đừng nói là người ngoài. Mà đến bản thân ta cũng không hiểu rõ về gia tộc của mình. Đạo Lăng nhíu mày, tại sao? Diệp Huyên nghiêm mặt nói, chẳng lẽ ngươi tưởng rằng trước giờ ta luôn dựa vào người trong nhà sao? Ta luôn tự dựa vào sức mình cố gắng đi tới hôm nay đấy, hiểu không hả? Đạo Lăng trợn trừng mắt, Diệp Huynh, Huynh nói vậy mà không biết ngượng à? Diệp Huyên. Thích Thiên và quân ta lắc đầu cười. Bọn họ đã sớm được lĩnh giáo độ dày da mặt của Diệp Huyên, quả thật chính là thiên hạ vô địch. Lúc này, Đạo Lăng đột nhiên nói, bất kể thế nào, hiện giờ chúng ta đã đối đầu với thiên yêu tộc, từ giờ trở đi, chắc chắn bọn chúng sẽ điên cuồng trả thù chúng ta. Diệp Huyên khẽ gật đầu, toàn muốn nói gì đó thì thiên khí ở bên cạnh đột nhiên chen lời, xin lỗi. Xin lỗi. Nhóm Diệp Huyên nhìn sang thiên khí hơi cúi đầu. Đến thịt cũng không đoái hoài. Hắn ta biết sở dĩ tộc nhân của mình nhằm vào nhóm Diệp Huyên là bởi vì hắn ta. Đạo Lăng trừng mắt nhìn thiên khí, xin lỗi gì chứ, người một nhà cả, nói mấy thứ này làm gì. Thiên khí thoáng chần chừ, sau đó đưa xiên thịt mình đã gặm cho Đạo Lăng. Mặt Đạo Lăng đen xì, đại ca à, người đã ăn nó rồi mà. Nghe vậy, nhóm Diệp Huyên lập tức bật cười ha hả. Đạo Lăng cũng lắc đầu mỉm cười. Thích Thiên đột nhiên cất lời, Diệp Huynh này, tại sao thiên yêu tộc lại biết về sự tồn tại của thiên khí vậy nhỉ? Nghe vậy, vẻ mặt Diệp Huyên dần trở nên lạnh lùng, tất nhiên là có người báo với bọn chúng rồi. Thích Thiên thoáng im lặng,
sau đó nói, là cái kẻ tiên lăng kia. Diệp Huyên gật đầu, chắc vậy, xem ra đối phương muốn giở trò với chúng ta. Nói rồi, hắn khẽ lắc đầu, tạm thời tha cho kẻ đó vậy. Chắc hẳn trong cuộc chiến vừa rồi mọi người cũng thu hoạch được không ít, giờ hãy hấp thu trước đi đã. Thích Thiên gật đầu, được. Cả nhóm bắt đầu tu luyện ngay tại chỗ. Mà Diệp Huyên thì tiến vào tiên bảo các. Trong gian phòng, hắn ngồi, còn ông lão đeo mặt nạ cung kính đứng một bên. Ông lão đeo mặt nạ đang báo cáo gì đó với Diệp Huyên. Một lát sau, Diệp Huyên bình tĩnh nói, bọn chúng đang bắt đầu điều tra về chúng ta à? Ông lão đeo mặt nạ gật đầu, đúng vậy, nhưng với thực lực hiện giờ của bọn chúng, chắc hẳn không điều tra ra được lai lịch của Diệp công tử. Diệp Huyên vẫn chưa hiểu lắm, tại sao lại nói thế? Ông lão đeo mặt nạ cười khổ, bởi vì ngay cả chúng tôi cũng không điều tra được gì về gia tộc của Diệp công tử. Diệp công tử, gia tộc của công tử rất thần bí, chỉ có các chủ mới nắm được tình hình cặn kẽ. Diệp Huyên cười nói, đừng nói là mấy người mà đến ta còn không hiểu rõ nữa là. Ông lão đeo mặt nạ khẽ gật đầu, thế nên có lẽ bọn chúng sẽ tiếp tục nhằm vào mấy người công tử, tự tìm đường chết. Diệp Huyên đột nhiên nói, nếu ta chủ động nói với bọn chúng là Dương tộc rất mạnh, liệu bọn chúng có tin không? Ông lão đeo mặt nạ lắc đầu, sẽ không. Diệp Huyên không hiểu, tại sao? Ông lão đeo mặt giả thoáng do dự, sau đó nói, Diệp công tử, thứ cho ta nói thẳng, ngươi luôn mang tới cho người khác ấn tượng là ngươi là người thích chém gió. Diệp Huyên. Nghe xong lời ông lão đeo mặt nạ nói, Diệp Huyên liền trầm mặc. Má nó, lão già này nói chuyện kiểu gì vậy? Thế nào là hắn thích chém gió chứ? Lúc này, ông lão đeo mặt nạ cười gượng, nói, Diệp công tử đã có dự định gì tiếp theo chưa? Diệp Huyên cười, còn dự định gì nữa? Ông lão đeo mặt nạ toan cất lời thì bỗng nhiên có một bóng dáng xuất hiện bên cạnh, người nó hơi cúi người, hội trưởng, cổ yêu vương của thiên yêu tộc muốn bái phỏng. Cổ yêu vương. Diệp Huyên khẽ híp mắt. Hắn biết kẻ này chính là một trong bốn yêu vương của thiên yêu tộc. Bởi vì có tiên bảo các tương trợ nên hắn cũng được về thực lực đại khái và thông tin về một số cường giả của thiên yêu tộc. Ông lão đeo mặt nạ do dự một lát rồi nhìn sang Diệp Huyên. Diệp Huyên cười nói, đi, ta đi cùng ông. Ông lão đeo mặt nạ gật đầu, được. Từ trước tới giờ tiên bảo các không hề dính dáng tới ân oán của thế tục, bởi vì bọn họ là người làm ăn, coi trọng hoàn khí sinh tài. Nhưng điều này không có nghĩa là tiên bảo các không có lập trường. Giữa Diệp Huyên và thiên yêu tộc, tất nhiên tiên bảo các chọn Diệp Huyên. Đùa chắc, tạm không nói tới Dương tộc sau lưng Diệp Huyên, ngay cả quan hệ giữa Diệp Huyên và các chủ của bọn họ cũng không hề tầm thường. Không giúp Diệp Huyên có lẽ sẽ không sao, nhưng nếu giúp kẻ khác đối phó với Diệp Huyên, chắc chắn sẽ chết rất thảm. Chỉ chốc lát, ông lão đeo mặt nạ và Diệp Huyên đã tới một gian đại điện. Ở đó đã có một người đàn ông trung niên đang chờ. Người đàn ông trung niên có hình thể cao lớn, mặc một bộ trường bào đơn giản, trên mặt lộ rõ sự uy phong. Đó là Cổ Yêu Vương. Một trong bốn đại yêu vương của thiên yêu tộc. Cổ Yêu Vương nhìn Diệp Huyên đầu tiên, mỉm cười, thiết nghĩ vị này chính là Diệp công tử nhỉ. Diệp Huyên mỉm cười, Cổ Yêu Vương, ngưỡng mộ danh tiếng đã lâu. Cổ Yêu Vương thoáng sững người. Sau đó cười nói, Diệp công tử biết ta sao? Diệp Huyên lắc đầu, cũng không biết rõ lắm. Cổ yêu vương nhìn Diệp Huyên, cười nói, vậy câu nói, ngưỡng mộ đã lâu, là sao? Diệp Huyên cười đáp, khách sáo thôi mà, đừng coi là thật. Cổ yêu vương sững ra, sau đó cười to, Diệp công tử thú vị thật đấy. Dứt lời, ông ta khẽ liếc ông lão đeo mặt nạ. Sau đó cười nói, coi bộ mối quan hệ giữa Diệp công tử và tiên bảo các cũng không thường đâu nhỉ. Diệp Huyên cười nói, ta cũng giống các hạ thôi, đều là khách của tiên bảo các. Cổ yêu vương nhấp một ngụm trà, sau đó cười nói, Diệp công tử, vốn dĩ ta tính đi tìm ngươi nhưng không ngờ lại gặp nhau ở đây, vậy thì ta nói thẳng luôn nhé. Thiên yêu tộc bọn ta muốn dẫn thiếu niên tên là Thiên Khí ở bên cạnh Diệp công tử đi. Diệp Huyên cũng ngồi xuống. Hắn nâng chén trà trước mặt lên uống cạn, sau đó cười nói, Thiên Khí là huynh đệ của ta. Cổ yêu vương nhìn về phía Diệp Huyên, cười hỏi, không bàn thêm ư. Diệp Huyên cười đáp, không bàn thêm. Cổ yêu vương gật đầu,
đứng dậy rời đi. Lúc đi tới cửa, ông ta đột nhiên cười nói, Diệp công tử, khi còn sống con người ta đưa ra rất nhiều quyết định, mỗi một quyết định đều ảnh hưởng tới số phận tương lai, có vài quyết định giúp ngươi thăng tiến rất nhanh, song cũng có những quyết định sẽ khiến ngươi mãi mãi không thể quay đầu. Dứt lời, ông ta quay đầu nhìn Diệp Huyên, cười nói, Diệp công tử, bảo trọng nhé. Sau đó ông ta quay lại, biến mất khỏi vị trí đang đứng. Trong điện, Diệp Huyên nhìn về phía ông lão đeo mặt nạ, ông ta đang uy hiếp ta sao? Ông lão đeo mặt nạ gật đầu, rõ là thế. Diệp Huyên lắc đầu cười, chơi lại luôn. Lời vừa dứt, hắn đã xông thẳng ra ngoài. Ngoài điện, tiếng kiếm đột nhiên reo vang. Còn trong điện, ông lão đeo mặt nạ có phần mơ màng, thật sự làm vậy ư? Bên ngoài tiên bảo các, kiếm của Diệp Huyên khiến Cổ Yêu Vương phải dừng bước. Cổ Yêu Vương nhìn Diệp Huyên trước mặt, vẻ mặt bình tĩnh. Diệp Huyên cười nói, ta không thích uy hiếp kẻ khác. Dứt lời, hắn lại biến mất khỏi chỗ đang đứng, chém một kiếm về phía Cổ Yêu Vương. Cổ Yêu Vương cười khẽ, nếu ngươi đã muốn chết, vậy bàn vương thành toàn. Nói rồi, ông ta cũng lách mình biến mất, đánh một quyền băng về phía Diệp Huyên. Dẹt! Quyền vừa ra, thời không lập tức bị phá nứt. Một luồng sức mạnh khủng khiếp ào về phía Diệp Huyên. Diệp Huyên cười lạnh một tiếng, sau đó rút kiếm ra chém một nhát. Xoẹt! Kiếm quang xé rách hết thảy. Ầm ầm! Sau khi kiếm quang bộc phát, Diệp Huyên nhanh chóng lùi lại, trong quá trình ấy, mấy trăm đạo kiếm quang đột nhiên bao phủ xung quanh Cổ Yêu Vương. Ầm ầm! Lúc này, một quyền ấn đột nhiên vọt thẳng ra từ trong số kiếm quang kia, lao về phía Diệp Huyên. Nơi xa, Diệp Huyên vừa nảy ra suy nghĩ, thanh kiếm trong tay liền lao vút đi. Ầm. Quyền ấn kia bị một kiếm của Diệp Huyên chém vỡ. Giữa tinh không, Diệp Huyên và Cổ Yêu Vương đánh tới đánh lui. Cổ Yêu Vương nhìn Diệp Huyên, cười khẽ, đúng là không tầm thường nhỉ. Diệp Huyên cười đáp lại, Cổ Yêu Vương, đường đường là một tộc lớn như thiên yêu mà không dung chứa được thiên khí sao. Cổ Yêu Vương trầm mặc giây lát rồi nói. Nếu huyết mạch yêu thần vẫn đang ở trong người hắn thì dù phải liều cái mạng già này ta cũng phải bảo vệ hắn an toàn. Đáng tiếc, huyết mạch yêu thần đã không còn nữa. Ta có thể mắt nhắm mắt mở tha cho một kẻ bình thường như hắn, nhưng đáng tiếc, hắn không hề tầm thường, không có gia tộc giúp đỡ mà vẫn đạt tới trình độ đó. Nói tới đây, ông ta khẽ lắc đầu, ta sợ trong lòng hắn có oán hận, tương lai sẽ trả thù thiên yêu tộc. Diệp Huyên trầm mặc. Hắn biết. Từ sau khi huyết mạch yêu thần bên trong thân thể thiên khí bị cướp mất thì hắn ta đã không còn bất kỳ giá trị gì đối với thiên yêu tộc nữa. Không chỉ vậy mà còn là một sự uy hiếp. Diệp Huyên lắc đầu, nếu đã vậy thì khỏi cần nhiều lời nữa. Đánh đi. Cổ Yêu Vương gật đầu, ta vì gia tộc, ngươi vì huynh đệ, không cần nói nhiều, đánh thôi. Vừa dứt lời, ông ta đột nhiên xông lên trước, đánh ra một quyền băng về phía Diệp Huyên. Sức mạnh của quyền thức này vô cùng khủng khiếp, trong chớp mắt sau đó, vô số tinh quang của cả tinh không đều bị phá nát, tiếp theo, cả tinh không bắt đầu sụp đổ dần từng chút. Cùng lúc đó, một luồng quyền ý khủng khiếp cũng lao vút về phía Diệp Huyên. Trong tình cảnh ấy, Diệp Huyên nhất thời cảm nhận được một cảm giác áp bách như có ngọn núi đè xuống. Diệp Huyên cũng không dám coi thường Cổ Yêu Vương, hắn không biết đối phương có cảnh giới thế nào. Nhưng giờ xem ra thực lực của đối phương cao hơn nhiều tên yêu thú thiên tầm kia. Diệp Huyên khẽ nhắm mắt, lúc quyền thức kia tới trước mặt hắn thì hắn bỗng nhiên mở mắt, chém ra một kiếm. Trảm hư vô. Kiếm vừa chém ra. Xoẹt. Luồng quyền ý đáng sợ trước mặt Diệp Huyên đột nhiên bị chôn vùi, như thể chưa từng xuất hiện. Còn Cổ Yêu Vương đang lao tới trước mặt Diệp Huyên thì lập tức biến sắc, hai cánh tay chặn trước người. Ầm ầm. Kiếm quang đột nhiên nổ ầm ầm, tiếp theo, Cổ Yêu Vương lùi nhanh lại mấy vạn trượng. Đến khi ông ta dừng lại thì hai tay đã nứt vỡ tạo thành đầy vết thương, không chỉ vậy, cả thân hình ông ta và không gian trước mặt Diệp Huyên cứ thế bị xóa bỏ. Cổ Yêu Vương nhìn Diệp Huyên đang cầm kiếm đứng phía xa, trong mắt là vẻ khó lòng tin nổi, ngươi, đây là kiếm kỹ gì? Diệp Huyên mỉm cười, ta tự sáng tạo, nhất kiếm trảm hư vô. Cổ Yêu Vương gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyên, không thể nào là do ngươi sáng tạo ra được.
Diệp Huyên không hiểu lắm, tại sao lại không thể? Cổ Yêu Vương nhìn chằm chằm Diệp Huyên, im lặng không nói. Diệp Huyên cười ha ha, đúng là không phải do ta sáng tạo, kiếm kỹ này là cha ta sáng tạo, tất nhiên, ông ấy hay ta sáng tạo ra thì có gì khác nhau đâu. Của cha ta là của ta, mà của ta thì vẫn là của ta, ha ha. Người đàn ông áo xanh. Cổ Yêu Vương nhìn Diệp Huyên, người đúng là đứa con rất có, hiếu. Diệp Huyên cười đáp, đừng nói linh tinh nữa. Tới đây nào Cổ Yêu Vương, chúng ta tiếp tục đánh. Lời vừa dứt, hắn đột nhiên biến mất ở chính chỗ đang đứng. Phập. Một kiếm chém thẳng về phía Cổ Yêu Vương. Ở nơi xa, trong mắt Cổ Yêu Vương lóe lên ánh sáng lạnh, ngay sau đó, thân thể ông ta rung mạnh, và rồi một con yêu thú xuất hiện. Bản thể. Bản thể yêu thú của Cổ Yêu Vương hình như là vượn khổng lồ, tay chân dài ngoằng, thân hình cao đến trăm trượng, hai mắt tựa như đèn lồng, trong ánh mắt tràn ngập lệ khí và hung quang. Dường như muốn cắn nuốt hết cả vũ trụ, trông vô cùng dọa người. Bản thể. Rõ ràng có thể thấy được, đối mặt với chiêu kiếm vừa nãy của Diệp Huyên, ông ta không dám chủ quan hay coi thường mà trực tiếp hóa thân thành bản thể. Cổ Yêu Dương đột nhiên gầm thét, đấm ra một quyền. Quyền vừa được đánh ra, cả vũ trụ tinh không đều chấn động mạnh, chẳng khác nửa động đất. Đối mặt với quyền ý đáng sợ này, Diệp Huyên cũng không dám chủ quan. Hắn chém ra một kiếm. Trảm hư vô. Một người một yêu đã lựa chọn cứng trọi cứng. Ầm ầm. Đột nhiên, một mảnh kiếm quang bộc phát ầm ầm ngay giữa tinh không tựa như núi lửa. Tiếp theo đó, Diệp Huyên và Cổ Yêu Vương đồng thời lùi nhanh lại. Diệp Huyên lùi liền mười mấy vạn trượng, vừa dừng lại thì bỗng phun ra một ngụm tinh huyết, đồng thời, thanh thái cổ thần kiếm trong tay hắn đã vỡ hoàn toàn. Nhất kiếm trảm hư vô rất mạnh. Nhưng kiếm của hắn lại không gánh nổi. Diệp Huyên liếc nhìn thái cổ thần kiếm trong tay, khẽ thở dài, kiếm này quả nhiên vẫn chênh lệch khá lớn so với kiếm Thanh Huyền. Ở nơi xa, Cổ Yêu Vương cũng bị thương không nhẹ, cánh tay phải bị chém đứt, không chỉ vậy mà trên người còn có vô số vết thương, máu tươi đang trào ra ngoài. Đối mặt với chiêu thức đáng sợ vừa nãy của Diệp Huyên, dù thân thể của ông ta mạnh tới đâu thì cũng không thể đỡ được hết. Cổ Yêu Vương ngẩng đầu nhìn Diệp Huyên ở phía xa, trong lòng vô cùng chấn động. Uy lực của chiêu kiếm Diệp Huyên mới đánh ra thật sự nằm ngoài dự đoán của ông ta không ngờ sau khi mình khôi phục bản thể mà vẫn không thể chống đỡ được mũi kiếm của Diệp Huyên. Phải biết rằng, thân thể của ông ta đã đạt tới cảnh giới luân hồi hành giả, chính là một cấp bậc vô cùng khủng bố, gần như là vô địch so với những người cùng bậc, còn Diệp Huyên cấp bậc kém cỏi. Đến Tuế Nguyệt Tiên cũng chẳng phải mà lại có thể phá nát thân thể của ông ta chỉ bằng một kiếm kỹ. Kẻ này vô cùng đáng gờm. Cổ Yêu Vương gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyên, giờ phút này, trong lòng ông ta thoáng phần bất an, trình độ của Diệp Huyên quá mức yêu nghiệt, vượt xa dự đoán của ông ta. Hắn tuyệt đối không phải người mà thế lực bình thường có thể bồi dưỡng ra được. Loại thiên tài có cấp bậc như thế, có lẽ sau lưng là một thế lực cường đại. Ở nơi xa, Diệp Huyên lau máu trên khóe miệng, nhìn về phía Cổ Yêu Vương, đang định đánh tiếp thì bỗng nhiên có một thông tin tràn vào đầu óc hắn. Tiếp đó, Diệp Huyên giận tím mặt, cái đầu ngu xuẩn. Diệp Huyên nổi giận. Vì sao? Bởi vì hắn vừa nhận được tin, thiên khí đã một mình tiến đến thiên yêu tộc. Rất hiển nhiên, thiên khí không muốn liên lụy đến bọn họ. Diệp Huyên không quan tâm Cổ Yêu Vương. Trực tiếp xoay người biến mất ở cuối chân trời. Cách đó không xa, Cổ Yêu Vương nhíu mày, ngay sau đó, ông ta dường như nhận được tin tức gì đó, lập tức xoay người biến mất. Trong một tinh không, Diệp Huyên đã tìm được Đạo Lăng và Thích Thiên còn cả quân tà. Đạo Lăng trầm giọng nói, chúng ta đều không ngờ ông ta lại một mình tiến đến thiên yêu tộc. Diệp Huyên trầm lặng một lát, sau đó nói, đi, đi đến thiên yêu tộc. Nói xong. Mấy huynh đệ biến mất ở chỗ sâu trong tinh không. Trên đường, sắc mặt Đạo Lăng có hơi khó coi, Diệp huynh, thiên khí ông ta. Diệp Huyên nhìn về phía sâu trong tinh không, nhẹ giọng nói, hy vọng tới kịp. Nói xong, mấy huynh đệ đột nhiên tăng nhanh tốc độ, không bao lâu, mấy huynh đệ đã đến thiên yêu thần vực. Thiên yêu thần vực, đây là xào huyệt của thiên yêu tộc, vừa bước vào thiên yêu thần vực. Mấy người Diệp Huyên đó là bị những thần thức khủng bố khóa chặt.
hơi thở của cường giả luân hồi hành giả. Diệp Huyên lạnh lùng nhìn thoáng qua chỗ sâu trong tinh không, ngay sau đó, hắn mở lòng bàn tay ra, kiếm trong tay bỗng nhiên bay ra. Suy! Kiếm quang xé tan trời cao, chém thẳng xa xa nơi sâu trong tinh không. Ầm! Đột nhiên, phía xa nơi sâu trong tinh không, kiếm quang bùng nổ, ngay sau đó, một quyền ấn chợt xẹt qua tinh không, thẳng đến chỗ mấy huynh đệ Diệp Huyên. Trong mặt Diệp Huyên hiện lên một tia tà khí, hắn nâng nhẹ ngón tay cái. Bù! Bên trong vỏ kiếm, một thanh kiếm đột nhiên bay chém ra. Ầm vang! Quyền ấn kia trực tiếp bị một kiếm này chém tan. Lúc này, một người đàn ông trung niên xuất hiện ở trước mặt mấy người bọn Diệp Huyên. Người đàn ông trung niên lạnh lùng nhìn Diệp Huyên, người chính là Diệp Huyên. Diệp Huyên bình tĩnh, thiên khí đâu? Người đàn ông trung niên nhếch khóe miệng châm chọc, bản thân ngươi đã khó giữ nổi, còn lo cho tên thấp hèn kia. Diệp Huyên nhìn chằm chằm người đàn ông trung niên, các ngươi luôn nói thiên khí là thấp hèn, mẹ nó, vậy thiên yêu tộc các ngươi lại là cái loại gì? Tạp chủng à, hay là cầu tạp chủng? Người đàn ông trung niên giận tím mặt, ngươi dám nhục mạ thiên yêu tộc ta, ngươi. Nhưng vào lúc này, Diệp Huyên đột nhiên biến mất. Một mảnh kiếm quang bất chợt chém lên người người đàn ông trung niên. Ầm vang. Cùng với mảnh kiếm quang vỡ vụn, người đàn ông trung niên bị đánh lùi ra xa mấy vạn trượng, mà ông ta vừa dừng lại, thân thể hắn nứt toác, máu tươi bắn tung tóe. Lúc này, lại là một đạo kiếm quang chém tới. Người đàn ông trung niên lập tức biến sắc, hai tay hắn chắn trước ngực, một lực lượng khủng bố thổi quét ra từ trong cơ thể ông ta. Ầm vang. Kiếm quang vỡ tan. Người đàn ông trung niên bị chém giết. Bởi vì một kiếm này là chảm hư vô. Làm càn. Đúng lúc này, một tiếng hét phẫn nộ đột nhiên vang lên từ chỗ sâu trong tinh không, ngay sau đó, một hơi thở đáng sợ thổi quét mà đến, bao trùm lấy đám Diệp Huyên. Diệp Huyên vẻ mặt bình tĩnh đến đáng sợ. Một ông lão xuất hiện trước mặt mấy người đám Diệp Huyên, người đến chính là Mộc Yêu Vương, một trong tứ đại yêu vương của thiên yêu tộc. Mộc Yêu Vương nhìn chằm chằm Diệp Huyên, chết đi. Vừa dứt lời, ông ta đánh mạnh một quyền này xuất ra, quyền mang màu vàng khủng bố bùng nổ giống như núi lửa thổi quét mà ra, thẳng đến chỗ Diệp Huyên. Xa xa, Diệp Huyên vẻ mặt bình tĩnh, khi quyền ấn kia đến trước mặt hắn, hắn bỗng nhiên chém một kiếm ra. Vụt! Trong nháy mắt, quyền mang màu vàng biến mất không chút tung tích. Chảm hư vô! Mộc Yêu Vương nhìn thấy một màn này, đồng tử mắt chợt co rụt lại, ngươi. Ngươi đây là kiếm gì? Còn chưa nói xong, xa xa Diệp Huyên lại chém một kiếm. Mộc Yêu Vương lập tức thay đổi sắc mặt rõ rệt, đối mặt với một kiếm khủng bố này của Diệp Huyên, ông ta căn bản không dám cứng rắn đối đầu, cơ thể rung động, lùi xa đến hàng nghìn trượng, mà vị trí chỗ ông ta vừa đứng đã trực tiếp bị một kiếm này của Diệp Huyên xóa sổ. Chảm hư vô, cho dù là dòng sông Tuế Nguyệt cũng không có cách nào ngăn cản. Mộc Yêu Vương nhìn về phía Diệp Huyên, trong mắt hiện lên chút sợ hãi. Diệp Huyên mặt không biểu cảm, thiên khí đâu? Mộc Yêu Vương nhìn chằm chằm Diệp Huyên, người rốt cuộc là ai? Diệp Huyên bỗng gằn giọng, lão tử bảo ngươi trả lời, chứ không bảo ngươi hỏi. Vừa dứt lời, hắn chém một kiếm về phía trước. Mộc Yêu Vương trong lòng sợ hãi. Bởi vì tốc độ của Diệp Huyên thật sự quá nhanh, ông ta căn bản không thể trốn tránh, bởi vậy, hiện tại chỉ có cứng rắn đối đầu, ông ta mở hai cánh tay về phía trước, lập tức khôi phục bản thể. Một con yêu thú khổng lồ xuất hiện, yêu thú khổng lồ này nện một quyền xuống, chống lại kiếm của Diệp Huyên. Ầm vang. Một mảnh kiếm quang nổ tung, yêu thú khổng lồ kia liên tục lùi về sau, mà khi ông ta lùi, từng tiếng kiếm bỗng nhiên vang vọng. Rất nhanh, mấy trăm kiếm quang bao trùm lấy Mộc Yêu Vương kia. Rầm 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 ầm. Quanh người Mộc Yêu Vương, từng đạo kiếm quang nổ tung, trong phút chốc, Mộc Yêu Vương đã bị đánh lùi xa hàng vạn trượng. A! À. Lúc này, trong kiếm quang, một tiếng gầm giận dữ vang lên, ngay sau đó, một nắm đấm khổng lồ xé tan kiếm quang, chấn động cả trời đất. Khi Mộc Yêu Vương chấn vỡ mảnh kiếm quang kia, đám đạo lăng phát hiện giờ phút này trên người Mộc Yêu Vương có không dưới mấy trăm vết kiếm màu máu. Mộc Yêu Vương nhìn Diệp Huyên đầy căm tức, hai mắt to lớn, giống như đèn lồng,
trong mắt tràn đầy phẫn nộ và tà khí cùng với sự hung ác. Diệp Huyên đột nhiên lao về phía trước, chém một kiếm. Trảm hư vô. Mộc Yêu Vương nhìn thấy một kiếm khủng bố này của Diệp Huyên, đồng tử mắt chợt co rụt lại, ông ta giơ ngang hai cánh tay chắn. Ầm vang. Kiếm quang vỡ, cùng với nó còn có thân xác của Mộc Yêu Vương. Sau khi một kiếm chém nát thân xác Mộc Yêu Vương, Diệp Huyên đang muốn thừa thắng xông lên, diệt linh hồn của ông ta, đúng lúc này, một đạo tàn ảnh đột nhiên xông đến trước mặt hắn, ngay sau đó, một nắm đấm mang theo người lực lượng khủng bố đích lực lượng đấm thẳng về phía đầu hắn. Diệp Huyên xoay mạnh người chém kiếm xuống. Ầm vang. Diệp Huyên lập tức bị một quyền này chấn xa mấy nghìn trượng. Sau khi dừng lại, Diệp Huyên nhìn về phía xa xa, người vừa ra tay chính là Cổ Yêu Vương vội trở về. Cổ Yêu Vương nhìn Diệp Huyên, vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng cũng vô cùng khiếp sợ. Kiếm kỹ của Diệp Huyên thật sự khủng bố, cho dù là ông ta, cũng không dám cứng rắn đối đầu. Cổ Yêu đè xuống nỗi khiếp sợ trong lòng, ông ta trầm giọng nói, Diệp Huyên, đây là Thiên Yêu tộc. Trong giọng nói không hề che giấu sát ý và phẫn nộ. Diệp Huyên nhìn Cổ Yêu Vương, đưa thiên khí ra đây. Cổ Yêu Vương nhìn chằm chằm Diệp Huyên, nếu ta nói không thì sao? Diệp Huyên sắc mặt bình tĩnh, ngay sau đó, hắn đột nhiên biến mất. Cổ Yêu Vương bất chợt co rụt đồng tử, bởi vì một kiếm này của Diệp Huyên lại là trảm hư vô, ông ta không dám cứng rắn đối đầu, lập tức lùi về sau, lùi xa cả vạn trượng, kéo dài khoảng cách với Diệp Huyên. Suy! Mà ông ta vừa lùi, khoảng tinh không trước mặt ông ta đã bị một kiếm của Diệp Huyên xóa sổ. Ánh mắt Cổ Yêu Vương lộ vẻ kiêng dè, kiếm kỹ này của Diệp Huyên thật sự khủng bố. Diệp Huyên từ từ nhắm mắt lại, hắn đang cảm nhận thiên khí, nhưng rất nhanh, sắc mặt hắn trầm xuống, bởi vì hắn phát hiện, hắn căn bản không thể cảm nhận thấy thiên khí. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện rồi? Nghĩ đến đây, Diệp Huyên cau mày. Đúng lúc này, Cổ Yêu Vương ở xa xa đột nhiên nói, Diệp Huyên. Diệp Huyên nhìn Cổ Yêu Vương, nhảm nhí, ngươi nói mấy lời nhảm nhí gì với ta? Hôm nay lão tử là đến đánh nhau, không phải đến nói chuyện phiếm với ngươi. Vừa dứt lời, hắn liền biến mất tại chỗ. Một kiếm trảm hư vô. Cổ Yêu Vương nhìn thấy một màn này, đồng tử mắt chợt co rụt lại, ông ta vội lùi ra xa mấy vạn trượng, sau đó giống giật, ngươi chỉ biết mỗi một chiêu này thôi sao? Diệp Huyên nhìn Cổ Yêu Vương, liên quan quái gì đến ngươi? Cổ Yêu Vương nhìn chằm chằm Diệp Huyên, sắc mặt vô cùng khó coi. Ông ta phát hiện, Diệp Huyên khủng bố nhất chính là một chiêu này, nếu không thi triển kiếm kỹ này, ông ta có lòng tin có thể dễ dàng đánh thắng Diệp Huyên, nhưng vấn đề là, một khi Diệp Huyên thi triển chiêu này, cho dù ông ta khôi phục bản thể cũng không dám cứng rắn đối đầu. Một kiếm này thật sự khủng bố. Xa xa, Diệp Huyên mở lòng bàn tay ra, Thái Cổ Thần Kiếm xuất hiện trong tay hắn, ngay sau đó, một lực lượng khủng bố tràn ra từ trong cơ thể hắn. Hắn đã không còn muốn kéo dài tiếp nữa. Càng kéo dài, thiên khí càng nguy hiểm. Mà ở một bên đám người đạo lăng từ từ nắm chặt tay phải, chuẩn bị ra tay. Tuy rằng bọn họ cũng không có lòng tin đấu lại cả Thiên Yêu tộc, nhưng giờ phút này, bọn họ đều không chùn bước. Xa xa, Cổ Yêu Vương đột nhiên châm chọc nói, thế nào, trong Thiên Yêu tộc của ta, mà còn muốn đánh hội đồng ta à? Nói xong, ông ta vỗ tay, ngay sau đó, hàng chục hơi thở mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện ở đây, ngay sau đó, hàng chục cường giả yêu thú hùng mạnh xuất hiện quanh bốn phía đám người Diệp Huyên. Mấy chục người này thấp nhất là Tuế Nguyệt Tiên, trong đó lại có 7 vị cường giả luân hồi hành giả. Diệp Huyên nhìn thoáng qua đám cường giả Thiên Yêu tộc, trong lòng buông lỏng, cũng may, Thiên Yêu tộc này cũng không có quá nhiều cường giả luân hồi hành giả. Mà đúng lúc này, hai thần thức thần bí đột nhiên khóa chặt hắn, Diệp Huyên quay đầu nhìn lại, ở cách đó không xa, hai ông lão đang đứng đó, hai ông lão đều mặc áo bào đen, hai tay giấu trong ống tay rộng thùng thình. Cũng là cường giả luân hồi hành giả cảnh. Diệp Huyên thấy một màn này, sắc mặt trầm xuống. Mà đúng lúc này, một thần thức thần bí chưa biết đột nhiên bao phủ lấy hắn. Diệp Huyên trong lòng cả kinh, hắn vội vàng nhìn lướt qua bốn phía, nhưng mà vẫn chưa phát hiện đối phương. Trên luân hồi hành giả. Sắc mặt Diệp Huyên tối sầm xuống,
nếu là luân hồi hành giả cảnh, hắn bây giờ còn có thể chiến đấu một trận, thậm chí giết đối phương, nhưng nếu là cường giả trên luân hồi hành giả cảnh. Đúng lúc này, mọi người dường như phát hiện điều gì, đột nhiên quay đầu nhìn, cách đó không xa, một gã thiếu niên chậm rãi đi đến. Chính là Thiên Khí. Thiên Khí đi đến trên vai còn vác theo hai con dê. Nhìn thấy Thiên Khí, mấy người Diệp Huyên đều sửng sốt. Thiên Khí chậm rãi đi đến trước mặt Diệp Huyên, sau đó ném xuống trước mặt Diệp Huyên, đại ca. Nướng. Diệp Huyên nhìn Thiên Khí, huynh, vừa đi tìm dê. Thiên Khí gật đầu, phải. Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía Đạo Lăng, Đạo Lăng, sau đó nói, vừa sáng sớm đã không thấy ông ta rồi. Cho nên, ta nghĩ đến ông ta sợ liên lụy chúng ta, cho nên một mình đến Thiên Yêu Tộc. Nói xong, y cười gượng gạo, sau đó nói, không nghĩ tới, là hiểu lầm, hiểu lầm. Diệp Huyên suy nghĩ, sau đó quay đầu nhìn về phía Cổ Yêu Vương, cười nói, Sể Yêu Vương, hiểu lầm, thật sự là hiểu lầm lớn. Hôm chúng ta đến, không phải đến đánh nhau, chúng nay ta là đến tặng dê. Tặng dê. Nghe vậy, Cổ Yêu Vương giống như chịu sự nhục nhã lớn, lúc này giận tím mặt, gằn giọng nói, Diệp Huyên, ngươi coi ta là. Cổ Yêu Vương còn chưa nói xong, Diệp Huyên và mấy người Đạo Lăng đột nhiên biến mất cùng lúc, không chạy trốn, mà là trực tiếp lao về phía Cổ Yêu Vương, rất hiển nhiên, bọn họ là muốn liên kết diệt trừ Cổ Yêu Vương trước. Cổ Yêu Vương thấy mấy người Diệp Huyên vậy mà đồng thời ra tay, lập tức sửng sốt. Mấy tên này có ý gì? Muốn đánh lén? Không nói võ đức. Cổ Yêu Vương thấy bọn họ đã lao đến, vội vàng nói, giết chết bọn họ. Mà lúc này, đám người Diệp Huyên đã đến trước mặt ông ta, Diệp Huyên lập tức chém một kiếm xuống. Trảm hư vô. Mà một bên đám người Đạo Lăng cũng đồng loạt ra tay. Ầm vang. Cùng với một tiếng nổ vang lên, Cổ Yêu Vương bị đánh bay xa mấy vạn trượng, ngay sau đó, thân thể ông ta vỡ tan. Mà đúng lúc này, một luồng kiếm quang đột nhiên chém tới, chém thẳng linh hồn ông ta. Cổ Yêu Vương nhìn thấy một màn này, đồng tử mắt lập tức co rụt lại thành hình cây kim, trong đầu ông ta chỉ có một suy nghĩ, xong rồi. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, một thần bí lực lượng đột nhiên bao trùm Cổ Yêu Vương. Ầm ầm. Một kiếm kia của Diệp Huyên bị lực lượng thần bí này ngăn cản. Diệp Huyên ngừng lại, quay đầu nhìn, cách đó không xa, một ông lão mặc áo bào màu xám cho đứng đó. Nhìn thấy người này, mấy cường giả Thiên Yêu Tộc ở đây đều vội vàng hành lễ, bái kiến Đại Yêu Vương. Đại Yêu Vương. Đứng đầu tứ Đại Yêu Vương, Thiên Yêu Vương. Diệp Huyên nhìn thoáng qua Thiên Yêu Vương, sâu trong đôi mắt hiện lên vẻ nghiêm trọng, ông lão trước mặt. Hơi thở vượt xa Cổ Yêu Vương, đối phương rất có thể là cường giả trên luân hồi hành giả cảnh. Sau khi nhìn đánh giá Diệp Huyên một lượt, Thiên Yêu Vương đột nhiên quay đầu nhìn về phía Thiên Khí, khi nhìn thấy Thiên Khí, trong mắt Thiên Yêu Vương hiện lên một ánh nhìn phức tạp. Vị trước mắt này đã từng là thiên tài tỏa sáng nhất của Thiên Yêu Tộc. Mà hiện giờ, lại biến thành đối tượng không thể không xóa bỏ của Thiên Yêu Tộc. Giữa sân. Ánh mắt của mấy cường giả Thiên Yêu Tộc đang không ngừng đánh giá Thiên Khí, đối với Thiên Khí, một vài cường giả Thiên Yêu Tộc lâu năm đều biết, vị này năm đó vừa sinh ra, có thể nói là kinh động toàn tộc. Đáng tiếc, mẫu thân xuất thân thấp hèn. Thiên Khí vẻ mặt bình tĩnh, nhưng tay phải vẫn luôn nắm chặt. Nơi này, từng là nhà của hắn ta. Nhưng hắn ta lại chẳng có một chút cảm giác nào đối với nơi này, chỉ có xa lạ, còn cảm nhận thấy lòng thù địch lạnh lẽo. Lúc này, Thiên Yêu Vương đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyên, trầm giọng nói, ngươi còn trẻ mà đã có thực lực khủng bố như vậy, có lẽ không phải người bình thường, nào, nói về người phía sau ngươi đi. Diệp Huyên lắc đầu, phía sau ta không có ai, ta dựa vào chính mình lăn lộn đến bây giờ. Thiên Yêu Vương nhìn Diệp Huyên, ngươi nhìn ta có giống kẻ ngốc không? Diệp Huyên suy nghĩ, sau đó nói, ta có một muội muội, nàng rất vô địch, Bút Đại Đạo cũng rất sợ nàng. Bút Đại Đạo. Thiên Yêu Vương nhìn Diệp Huyên, vô địch. Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. Thiên Yêu Vương vẻ mặt bình tĩnh, vô địch đến mức nào? Diệp Huyên hơi do dự, sau đó nói, vô địch, đều đã là miêu tả khiêm tốn rồi. Thiên Yêu Vương nhìn chằm chằm Diệp Huyên, ngươi nhìn ta giống kẻ ngốc không? Hiển nhiên, không tin.
Diệp Huyên nhìn thoáng qua Thiên Yêu Vương, sau đó cười nói, ta nhìn cũng khá giống đấy. Thiên Yêu Vương híp mắt, ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, nói ra người và thế lực phía sau ngươi. Rõ ràng, ông ta vẫn có hơi kiêng dè thế lực đại diện và người phía sau Diệp Huyên. Diệp Huyên trầm giọng nói, muội muội ta thật sự rất vô địch. Thiên Yêu Vương nhìn Diệp Huyên, vậy ngươi bảo nàng ấy đến, ta muốn mở mang tầm nhìn một chút. Diệp Huyên do dự một lát, sau đó nói, này. Thiên Yêu Vương cười khẩy nói, thế nào, nàng ấy không phải vô địch sao? Còn sợ đến Thiên Yêu tộc ta? Diệp Huyên lắc đầu, ta nói thật, ngươi đừng tức giận, Thiên Yêu tộc ngươi quá yếu, muội ấy có thể không mấy hứng thú. Nghe vậy, đám cường giả Thiên Yêu tộc đầu tiên là ngẩn người, sau đó cười ha hả. Thiên Yêu Vương cũng không nhịn được cất tiếng cười to. Diệp Huyên im lặng. Đạo Lăng trầm giọng nói, Diệp Huynh, vì sao ngươi nói thật lại có chút giống như đang nói khoác? Đừng nói bọn họ, ta cũng không tin. Diệp Huyên. Lúc này, Thiên Yêu Vương đột nhiên cười nói, ngươi trẻ tuổi, ngươi là muốn làm lão phu cười chết sao? Còn vô địch, trên thế gian này có mấy người dám nói vô địch? Ngươi nói nàng ấy vô địch, ngươi không sợ nàng ấy mệnh cách không đủ mạnh, bị bút đại đạo an bài sao? Hệ Ngân Hà, trong phòng nhỏ nào đó. Một giọng nói đột nhiên vang lên, an bài con mẹ ngươi. Chấm chấm chấm. Diệp Huyên nhìn thoáng qua Thiên Yêu Vương, lão đầu, nói thật, ta cảm thấy, bút đại đạo có thể đang an bài cho ngươi rồi. Thiên Yêu Vương cười nhạo một tiếng, ta đã vượt qua tuế nguyệt, bút đại đạo có thể làm gì ta? Diệp Huyên nghiêm mặt, ngươi dám coi thường bút đại đạo, ngươi. Ngươi quả thật là ngạo mạn. Thiên Yêu Vương châm chọc, chỉ có con kiến như ngươi. Mới kính nể cái gọi là bút đại đạo, nói cho ngươi, số mệnh của ta do ta chứ không do trời, cường giả chân chính đều có thể tự quyết định vận mệnh của mình. Bút đại đạo cũng chỉ ức hiếp một con kiến như ngươi, đối mặt với cường giả đỉnh cấp, nó ngay cả rắm cũng không dám đánh. Diệp Huyên liếc nhìn Thiên Yêu Vương, sau đó giơ ngón tay cái lên, lợi hại. Thiên Yêu Vương còn muốn nói cái gì, đúng lúc này, trên bầu trời Thiên Yêu tộc đột nhiên mây đen dày đặc. Ngay sau đó, trong đám mây đen kia, một đạo lôi quang đột nhiên hiện ra. Nhìn thấy một màn này, tất cả cường giả Thiên Yêu tộc ngẩn người. Lúc này, sắc mặt Thiên Yêu Vương đột nhiên thay đổi nhanh chóng, luân hồi thần lôi kiếp. Đây, lão phu lại không có đột phá, sao luân hồi thần lôi kiếp này lại xuất hiện? Cái quỷ gì vậy? Diệp Huyên nhìn thần lôi sắp được ngưng tụ thành kia, hắn biết, khẳng định là bút đại đạo làm. Rõ ràng những lời Thiên Yêu Vương vừa nói đã chọc tức bút đại đạo. Đúng lúc này, Thiên Yêu Vương làm như nghĩ đến cái gì, đồng tử mắt chợt co rụt lại, bút đại đạo. Là bút đại đạo. Bút đại đạo. Giữa sân, một lũ cường giả Thiên Yêu tộc sửng sốt. Bút đại đạo đang nhằm vào Thiên Yêu Vương. Lúc này, Thiên Yêu Vương đột nhiên gằn giọng nói, bút đại đạo, lão phu và ngươi không thù không oán, ngươi vì sao phải như thế? Không có đáp lại, nhưng là, lực lượng của kiếp lôi kia cũng càng lúc càng mạnh. Thiên Yêu Vương trong mắt hiện lên chút sợ hãi, giờ khắc này, ông ta đã hơi hoảng rồi. Mẹ nó! Thật ra, ông ta vẫn có chút kiêng dè với bút đại đạo, sở dĩ vừa rồi ông ta nói như vậy, thật ra chỉ là nhất thời mạnh miệng khoe khoang, muốn tỏ vẻ một chút. Nhưng ông ta thật không ngờ, bút đại đạo vậy mà trực tiếp an bài ông ta. Chơi lớn rồi! Một bên, Diệp Huyên đột nhiên nói, Thiên Yêu Vương, người có phải sợ rồi không? Thiên Yêu Vương căm tức nhìn Diệp Huyên, liên quan quái gì đến ngươi? Diệp Huyên cười nói, Thiên Yêu Vương, người vừa nãy đã nói rồi, trước mặt cường giả chân chính, bút đại đạo ngay cả rắm cũng không dám đánh, như thế nào, người hiện tại sợ rồi? Thiên Yêu Vương nhìn chằm chằm Diệp Huyên, ánh mắt kia giống như hận không thể ăn tươi nuốt sống Diệp Huyên. Đúng lúc này, phía chân trời kiếp lôi đột nhiên đánh xuống. Ầm. Trong nháy mắt, một lực lượng khủng bố thổi quét xuống. Phía dưới, đồng tử mắt Thiên Yêu Vương chợt co rụt lại, ông ta gầm lên, hai tay giang ra, trực tiếp khôi phục bản thể. Thiên Yêu Vương nguyên hình giống gấu khổng lồ, hai cánh tay dài đến nghìn trượng, ông ta vừa khôi phục bản thể, dãy núi xung quanh trở nên cực kỳ nhỏ bé. Trong ánh mắt Thiên Yêu Vương hiện lên một tia tà khí. Ông ta đột nhiên hét một tiếng giận dữ, đánh một quyền. Ầm vang.
một quyền xuất ra, chấn động trời đất, giống như muốn nghiền nát bầu trời này, làm cho người ta cực kỳ sợ hãi. Ầm vang. Cùng với tiếng nổ vang lên, kiếp lôi kia trực tiếp làm nổ tung thân thể Thiên Yêu Vương. Mất rồi. Thân thể to lớn như núi kia ở trước mặt kiếp lôi chỉ giống như miếng đậu phụ, vừa đập đã vỡ. Ầm. Thân thể Thiên Yêu Vương hoàn toàn vỡ tan, chỉ còn linh hồn, mà linh hồn kia vô cùng suy yếu, gần như trong suốt. Tất cả cường giả Thiên Yêu tộc đều ngơ ngác. Diệp Huyên cũng có chút kinh hãi, mẹ nó, bút đại đạo này vẫn là rất lợi hại. Không chung, Thiên Yêu Vương ngỡ ngàng. Mất rồi. Bản thân cứ vậy mà mất rồi. Cái quái gì vậy? Lúc này, phía dưới Diệp Huyên đột nhiên nói, Thiên Yêu Vương, ra đi bình an. Thiên Yêu Vương nhìn về phía Diệp Huyên, ánh mắt như kiếm, ngươi vừa rồi cố ý gài bẫy ra, khiến ta đắc tội bút đại đạo. Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy, chính là ngươi tự nói, bút đại đạo chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, ở trước mặt cường giả chân chính, ngay cả dám cũng không dám đánh. Đây là ngươi thì phải. Thiên Yêu Vương nhìn chằm chằm Diệp Huyên. Diệp Huyên cười nói, ra vẻ bị sét đánh, ha ha. Thiên Yêu Vương tức giận biến mất tại chỗ. Tại đây, đám cường giả Thiên Yêu tộc mặt đầy ngơ ngác. Mất rồi. Thiên Yêu Vương hùng mạnh cứ vậy mà mất rồi. Lúc này, phía chân trời Diệp Huyên đột nhiên ôm quyền hướng về phía kiếp lôi kia, cười nói, bút huynh, đa tạ. Bút đại đạo. Giữa sân, đám cường giả Thiên Yêu tộc nhìn về phía Diệp Huyên, vẻ mặt kinh ngạc, người này cùng phe với bút đại đạo. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên nhăn mày, cái gì? Huynh muốn tiêu diệt toàn bộ Thiên Yêu tộc, cái này, không tốt lắm đâu. Cường giả Thiên Yêu tộc. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên nghiêm mặt nói, bút huynh như vậy không đúng rồi. Tuy Thiên Yêu Vương kia bất kính với huynh, nhưng tội không đến vợ con, huynh đã giết ông ta. Ta cảm thấy vậy là đủ rồi. Còn muốn diệt toàn tộc người ta, huynh có hơi quá đáng. Bút đại đạo. Giờ phút này, các cường giả Thiên Yêu tộc thật sự hoảng rồi. Bọn họ vừa rồi đã được nhìn thấy sự khủng bố của bút đại đạo, nếu bút đại đạo này muốn diệt toàn bộ Thiên Yêu tộc. Một vài cường giả Thiên Yêu tộc đã bắt đầu hơi sợ hãi. Lúc này, Diệp Huyên lại nói, bút huynh, tộc này tuyệt đối không thể diệt. Vô nhân đạo. Nói đến đây, hắn dừng một chút, sau đó nói, huynh xem như này thì thế nào, để Thiên Yêu tộc bồi thường cho huynh 1.000 vạn trụ mạch, việc này liền cho qua. Huynh thấy được không? Bút đại đạo. Diệp Huyên chợt quay đầu nhìn xuống đám cường giả Thiên Yêu tộc, bút huynh của ta đồng ý rồi. Các ngươi đưa 1.000 vạn trụ mạch ra, việc này liền cho qua. Chấm 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 chấm. Hệ Ngân Hà, trong phòng nhỏ. Một âm thanh đột nhiên giống giận, mẹ nó, lè lẹt đến trên đầu lão tử rồi. Ta con mẹ nó. Lúc này, một thanh kiếm đột nhiên xuất hiện trong phòng một cách quỷ dị. Âm thanh líu lo ngưng bặt. Một lát sau, âm thanh kia bình tĩnh nói, Diệp công tử trí tuệ vô song, ta. Rất khâm phục, vô cùng bội phục. Chấm 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 chấm. Trên bầu trời Thiên Yêu tộc, thấy Diệp Huyên muốn lấy trụ mạch. Sắc mặt các cường giả Thiên Yêu tộc đó trở nên khó coi. Muốn trụ mạch. Bút đại đạo này ham tiền thế sao? Chắc không đâu, một cây bút như nó cần trụ mạch làm gì chứ? Lẽ nào Diệp Huyên này muốn nhân lúc này để tống tiền? Nghĩ đến đây sắc mặt các cường giả Thiên Yêu tộc đó trở nên khó coi. Mẹ kiếp, thiếu niên này là muốn đe dọa Thiên Yêu tộc mình mà, nhưng họ nào dám nói gì, dù sao kiếp lôi cũng vẫn còn đó. Hơn nữa họ cũng không biết mối quan hệ giữa bút đại đạo và Diệp Huyên, hai tên này quen biết nhau hay không. Lúc này Diệp Huyên ở trên không trung bỗng cau mày, sao thế, các ngươi muốn cả tộc bị diệt à? Các cường giả Yên Thiên tộc lạnh lùng nhìn Diệp Huyên không nói gì. Diệp Huyên xoay người nhìn kiếp lôi đó, bút huynh. Kiếp lôi đó đột nhiên biến mất. Thấy thế Diệp Huyên sầm mặt, tên bút đại đạo này đúng là không nể mặt mũi gì cả. Xấu hổ quá. Mẹ nó. Sắc mặt Diệp Huyên vô cùng khó coi. Thấy kiếp lôi đó biến mất, các cường giả Thiên Yêu tộc nhìn Diệp Huyên, ánh mắt trở nên không thiện chí. Rõ ràng là bút đại đạo đó không có ý muốn lấy trụ mạch mà là tên thiếu niên trước mặt này muốn bắt chẹt Thiên Yêu tộc. Đúng là mất trí.
Lúc này Diệp Huyền bỗng đưa mắt ra hiệu cho mấy người đạo lăng, ngay sau đó họ biến mất ở tận cuối tinh không. Các cường giả thiên yêu tộc vốn dĩ muốn đuổi theo nhưng hình như họ sợ điều gì đó mà không dám đuổi theo, phải biết là thực lực của Diệp Huyền đó không tầm thường, cứ thế đuổi theo e là có mạng đuổi theo mà không có mạng quay về. Lúc này khí tức đáng sợ bỗng lan ra khắp nơi. Mọi người quay đầu lại nhìn, một người phụ nữ xinh đẹp chậm rãi bước đến từ cách đó không xa. Người phụ nữ mặc một bộ váy dài màu đen, vóc dáng cân đối, sắc mặt lạnh lùng. Nhìn thấy người phụ nữ này, tất cả cường giả thiên yêu tộc đều biến sắc, sau đó vội vàng hành lễ, bái kiến tộc trưởng. Tộc trưởng. Người phụ nữ này chính là yêu liên tộc trưởng đương nhiệm của thiên yêu tộc. Chuyện của thiên khí cũng là do một tay người phụ nữ này gây ra. Yêu liên nhìn về nơi sâu hút tinh không, vẻ mặt không để lộ cảm xúc gì, ánh mắt lạnh lùng đến đáng sợ. Một lúc sau, yêu liên nói, truyền lệnh, bảo nhị thần và minh yêu lập tức về tộc. Nói rồi nàng ta quay người đi. Nửa canh giờ sau, yêu liên một mình đến tiên bảo các, đây là tiên bảo các của thần vực thiên yêu tộc và tiên bảo các này có quan hệ khá tốt. Yêu liên vừa bước vào điện, một người phụ nữ bước ra đón, người này chính là hội trưởng phân hội tiên bảo các Thương Nguyệt. Thương Nguyệt cười nói, cơn gió nào đưa ngươi đến đây vậy? Yêu liên đi đến trước mặt Thương Nguyệt đi thẳng vào vấn đề, ta muốn biết tất cả thông tin về thiếu niên đó. Nghe thế nụ cười trên mặt Thương Nguyệt biến mất. Yêu liên cau mày, làm khó ngươi rồi sao? Thương Nguyệt thấp giọng nói, ừ. Yêu liên trầm giọng nói, tỉ muội ta cùng một phe. Chút chuyện này mà cũng không giúp được sao? Thương Nguyệt nhìn yêu liên, nếu không phải muốn giúp, ta đã rời khỏi chốn thị phi này lâu rồi. Nói rồi nàng ta nhìn sang bên cạnh, thị nữ bên cạnh lập tức lui ra ngoài. Thương Nguyệt trầm giọng nói, thiếu niên đó tên là Diệp Huyên, là khách quý của tiên bảo các, hơn nữa, theo ta được biết, hắn và tiên bảo các có quan hệ rất tốt, còn rốt cuộc họ có quan hệ gì thì ta không biết. Ta chỉ biết các chủ đối xử với hắn không giống với mọi người. Nói đến đây nàng ta nhìn yêu liên trầm giọng nói, ta khuyên tỷ đừng chống đối với người này. Yêu liên lạnh lùng nói, không phải ta muốn chống đối với hắn mà là hắn muốn đối đầu với thiên yêu tộc ta. Thương Nguyệt không nói gì thở dài. Yêu liên lại nói, giúp ta một việc cuối cùng, ta cần tất cả thông tin của người này và thế lực đằng sau hắn. Thương Nguyệt lắc đầu. Yêu liên nhíu mày, không muốn giúp. Thương Nguyệt trầm giọng nói, không phải không muốn giúp mà là ta cũng không có quyền điều tra thế lực phía sau hắn. Với cấp bậc hiện giờ của ta, ta không có quyền điều tra việc của hắn. Yêu liên nhíu mày, bí ẩn đến thế. Thương Nguyệt gật đầu, không phải bí ẩn bình thường đâu. Nói rồi nàng ta nhìn yêu liên nói, yêu liên, ta thật lòng khuyên tỷ đừng trở thành kẻ thù với hắn, người này bí ẩn đến đáng sợ. Nếu tỷ cố chấp đối đầu với hắn, ta sợ tỷ gặp nguy hiểm. Sắc mặt yêu liên ngày càng lạnh lẽo, vậy à, ta muốn xem thử rốt cuộc hắn là thần thánh phương nào. Nói rồi nàng ta xoay người bỏ đi. Thương Nguyệt còn muốn khuyên bảo nhưng yêu liên lại không cho nàng ta cơ hội nói đã biến mất ở tận cuối chân trời đằng xa. Trong điện, Thương Nguyệt im lặng không nói gì. Lúc này một ông lão xuất hiện bên cạnh Thương Nguyệt, trầm giọng nói, hội trưởng. Thương Nguyệt nhắm mắt lại khẽ nói, e là thiên yêu tộc sắp xong đời rồi. Ông lão ngạc nhiên nói, hội trưởng nói thế là sao? Thương Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn chân trời phía xa nói, ta có quyền có thể điều tra thiên yêu tộc nhưng ta không có quyền điều tra thế lực đằng sau thiếu niên đó. Nghe thế ông lão cũng hiểu ra. Lúc này Thương Nguyệt nói, ông âm thầm đi liên hệ với thiếu niên Diệp Huyên đó, bày tỏ thiện ý của chúng ta. Ông lão do dự một chốc rồi nói, thiên yêu tộc. Thương Nguyệt bình tĩnh, không có bạn bè mãi mãi chỉ có lợi ích mãi mãi thôi, ai mạnh thì ta là bạn của người đó. Nói rồi nàng ta xoay người rời đi. Ông lão. Ở một bên khác, trong tinh không sau khi bỏ chạy, mấy người Diệp Huyên đều thở phào khi thấy thiên yêu tộc không đuổi theo. Vừa rồi suýt nữa đã bị đập rồi. Lúc này thiên khí nói, đại ca ta. Diệp Huyên nhìn thiên khí, sao thế? Thiên khí quay lại nhìn về hướng thiên yêu tộc, ánh mắt hơi mơ màng, mùi, rất quen thuộc. Rất quen thuộc. Mấy người Diệp Huyên nhìn nhau, mùi quen thuộc mà thiên khí nói rất có thể là mẫu thân của y. Mẫu thân.
Diệp Huyên không nói gì. Thiên khí hơi cúi đầu xuống không nói gì nữa. Diệp Huyên trầm giọng nói, thiên khí, thực lực hiện giờ của chúng ta vẫn không thể đánh được với cả thiên yêu tộc. Thiên khí nhìn Diệp Huyên, ta, biết, ta không muốn liên lụy các ngươi, nhưng, ta chỉ quen biết các ngươi, ta. Diệp Huyên cười nói, ngươi yên tâm, chuyện của ngươi là chuyện của bọn ta. Đạo Lăng cũng gật đầu, thiên khí, ngươi yên tâm đi, có Diệp Huynh ở đây, vấn đề gì cũng có thể giải quyết. Thiên khí lắc đầu, ta, không muốn liên lụy các ngươi. Nói rồi hắn ta siết chặt hai tay, ánh mắt hiện lên vẻ kiên định, ta, muốn trở nên mạnh mẽ. Trở nên mạnh mẽ. Diệp Huyên vừa định nói gì, ngay lúc này hắn bỗng quay đầu lại nhìn, ở đằng xa thời không đột nhiên nứt ra, sau đó một người phụ nữ xinh đẹp mặc váy đen bước ra. Người phụ nữ này chính là Yêu Liên tộc trưởng Thiên Yêu tộc. Bên cạnh Yêu Liên còn có hai ông lão mặc đồ đen, khí tức của hai người này rất mạnh không thể đoán được, mà đằng sau hai ông lão này còn 9 người nữa. 9 người này đều ở cảnh giới luân hồi hành giả. Thấy thế Diệp Huyên cau mày, cường giả Thiên Yêu tộc này vẫn đuổi theo đến đây. Yêu Liên nhìn Diệp Huyên, ngươi có quan hệ gì với Bút Đại Đạo? Diệp Huyên cười nói, huynh đệ tốt. Yêu Liên lạnh lùng nói, đừng có là mồm mép láu lỉnh trước mặt ta. Diệp Huyên nghĩ một chốc rồi nói, cô chính là người phụ nữ năm đó đã lấy đi huyết mạch yêu thần của thiên khí. Yêu Liên bình tĩnh nói, phải. Diệp Huyên hít mắt, đồ độc ác. Yêu Liên nhìn chằm chằm Diệp Huyên, chuyện này không liên quan đến ngươi, nhưng nếu ngươi nhất quyết xen vào thì đừng trách ta không khách sáo. Vừa dứt lời, nàng ta đột nhiên biến mất. Thời không trước mặt Diệp Huyên nứt ra, một bóng người lao ra. Diệp Huyên híp mắt, tay phải vung kiếm lên chém. Kiếm quang tan vỡ, Diệp Huyên bỗng chốc bị đánh bay ra xa mười mấy vạn trượng. Sau khi dừng lại, Diệp Huyên nhìn tay phải của mình, lúc này kiếm trong tay hắn đã bị gãy nát, không chỉ TH, cả cánh tay phải của hắn cũng gãy, có thể nhìn thấy xương lòi ra ngoài, vô cùng đáng sợ. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn Yêu Liên, ánh mắt hiện lên vẻ nghiêm túc, thực lực của người phụ nữ này mạnh hơn Thiên Yêu Vương kia rất nhiều. Yêu Liên lạnh lùng nhìn Diệp Huyên, tay phải nàng ta siết chặt, cùng lúc đó sức mạnh khủng khiếp đột nhiên ngưng tụ lại từ bốn phía khiến cả tinh hà sục sôi. Diệp Huyên híp mắt, tay phải nắm chặt kiếm của mình, sức mạnh cực lớn dâng lên trong người hắn, cuối cùng truyền vào trong kiếm bên tay phải. Ngay lúc này Yêu Liên đó bỗng biến mất. Tiếng gầm gừ của yêu thú vang vọng khắp tinh không. Thoáng chốc sắc mặt đám người Đạo Lăng thay đổi, vì tiếng gầm lúc nãy chấn động khiến tai họ như muốn bùng nổ, ngũ tạng bị tổn thương. Đám người Đạo Lăng mặc kệ vấn đề của bản thân vội nhìn về phía Diệp Huyên ở đằng xa, lúc này Diệp Huyên bỗng mở mắt ra, vung một kiếm ra. Trảm hư vô. Vừa vung kiếm, vạn vật quay về thời kỳ hỗn độn. Khoảng tinh không trước mặt Diệp Huyên bị tiêu hủy. Sau đó sức mạnh đáng sợ bùng phát. Diệp Huyên mang theo kiếm lùi về sau mấy vạn trượng, khi hắn vừa dừng lại, một bàn tay cực lớn bỗng rơi thẳng xuống từ trên đỉnh đầu Diệp Huyên. Thoáng chốc vùng tinh không trên đỉnh đầu Diệp Huyên bị thiêu cháy. Bên dưới ngón cái Diệp Huyên nhẹ nhàng chỉ vào đỉnh đầu. Tiếng kiếm kêu lao lên trời chém thẳng vào bàn tay lớn đó. Bàn tay đó lập tức bị tiêu diệt. Thấy thế Yêu Liên ở đằng xa híp mắt, người dùng kỹ năng kiếm gì thế? Diệp Huyên lau vết máu ở khóe miệng, nhếch môi nói, cô bảo ta đâm chẳng phải là biết rồi sao? Yêu Liên bỗng hiểu ra, vô liêm sỉ, không biết xấu hổ. Ta thiến ngươi, Diệp Huyên sửng sốt, mẹ nó, ta đã nói gì thế? Sao lại vô liêm sỉ, không biết xấu hổ rồi? Không thể không nói, Diệp Huyên cũng hơi mơ hồ. Câu nói kia của mình làm sao? Có vấn đề gì à? Diệp Huyên cẩn thận suy nghĩ lại, hình như không có vấn đề gì mà nhỉ. Đúng lúc này, Yêu Liên kia đột nhiên giống như phát điên xông về phía Diệp Huyên, sau lưng nàng ta, hình dáng một con yêu thú to lớn đang dần ngưng tụ. Mặc dù không hoàn toàn khôi phục bản thể, nhưng đã cực kỳ khủng bố, lực lượng yêu thú mạnh mẽ lập tức bao phủ chư thiên, toàn bộ tinh không chư thiên như nước đang sôi trào, vô cùng đáng sợ. Yêu Liên này vừa xông đến, Diệp Huyên đã lập tức cảm nhận được một luồng sức mạnh cực kỳ đáng sợ, hắn không dám có chút xíu chủ quan nào, tức thì xông lên phía trước, chém xuống một kiếm.
Nhất kiếm chảm hư vô. Ầm ầm. Kiếm quang nổ tung, Diệp Huyên và Yêu Liên đồng thời lùi về phía sau. Sau khi Yêu Liên dừng lại, nàng ta nhìn tay phải của mình, giờ phút này, tay phải nàng ta đã mở đi. Trong lòng Yêu Liên khiếp sợ, vừa rồi nếu không phải nàng ta lùi nhanh, cánh tay này của nàng ta đã hoàn toàn biến mất rồi. Kiếm kỹ thật khủng khiếp. Yêu Liên thoáng nhìn Diệp Huyên nơi xa, giờ phút này, trong mắt nàng ta không hề có chút coi thường nào. Kiếm kỹ của thiếu niên trước mắt cực kỳ khủng bố, mà chắc chắn đây cũng không phải do người bình thường sáng tạo ra. Nghĩ đến đây, sắc mặt Yêu Liên sầm lại. Nhưng bây giờ nàng ta đã không còn đường lui, đâm lao phải theo lao thôi. Nghĩ như vậy, Yêu Liên nhìn về phía Diệp Huyên ở nơi xa, trong mắt nàng ta lóe lên sát ý, ngay sau đó, cơ thể nàng ta run rẩy kịch liệt, trực tiếp hóa thành một con hắc phượng to lớn phóng lên tận trời. Ầm ầm. Trong nháy mắt, một ngọn lửa màu đen từ sâu trong tinh không tràn ra, khoảnh khắc này, toàn bộ tinh không bị đốt cháy, cùng lúc đó, nhiệt độ của không gian trong phạm vi mấy trăm vạn trượng đột nhiên tăng vọt. Xèo. Một vùng ngân hà bị thiêu rụi. Giữa tinh không, Yêu Liên nhìn xuống Diệp Huyên bên dưới, trong mắt nàng ta lộ vẻ tàn ác, loài người đáng chết, đi chết đi. Vừa dứt lời, nàng ta chợt hóa thành một ngọn lửa từ trong tinh không lao xuống. Rầm rầm, một luồng sức mạnh khủng khiếp hủy thiên diệt địa từ trên tinh không phủ xuống, giây phút này, cho dù là những cao thủ luân hồi hành giả cảnh cũng không nhịn được run rẩy. Run rẩy từ sâu trong linh hồn. Diệp Huyên bên dưới ngẩng đầu nhìn hỏa phượng hoàng đang lao xuống kia, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, luồng sức mạnh này đã vượt xa luân hồi hành giả cảnh. Mà giờ phút này, hắn căn bản không có đường lui, tay phải hắn nắm chặt lấy kiếm, ngay sau đó, hắn đột nhiên phóng lên tận trời, một kiếm phá không bay đi. Vèo. Kiếm phá thương khung. Ầm ầm. Bất thình lình, kiếm quang và hỏa quang từ sâu trong tinh không nổ tung, sau đó, một bóng người chợt lùi ra xa mấy chục vạn trượng. Người này chính là Diệp Huyên. Diệp Huyên vừa dừng lại, cơ thể đã bắt đầu hòa tan. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt đám người đạo lăng bên cạnh lập tức thay đổi. Bọn họ muốn ra tay, nhưng lại bị các cao thủ thiên yêu tộc bên cạnh ngăn cản. Nơi xa, Diệp Huyên nhìn cơ thể đang dần hòa tan của mình, trong lòng vô cùng chấn động, nhiệt độ của ngọn lửa kia thật sự quá khủng khiếp. Kiếm trong tay hắn đều đã bị hòa tan rồi. Mà Yêu Liên ở chân trời cũng không mấy dễ chịu, một kiếm kia của Diệp Huyên trực tiếp đánh nàng ta trọng thương, nếu như không phải nàng ta sử dụng ngọn lửa quanh người ngăn cản, bản thể của nàng ta đã bị Diệp Huyên chém vào. Cũng sẽ bị xóa sạch. Khủng bố. Diệp Huyên và Yêu Liên liếc nhìn nhau, trong mắt hai người đều là nghiêm nghị không hề che giấu. Hai bên đều kiêng kỵ lẫn nhau. Đúng lúc này, Diệp Huyên thúc giục huyết mạch bất tử, sau đó lại lấy ra một viên đan dược uống vào. Những đan dược này đều là Dương Niệm Tuyết để lại cho hắn từ rất lâu trước đây, nhưng tác dụng vẫn còn đó. Dưới sự giúp sức của đan dược và huyết mạch bất tử, cơ thể hắn dần dần khôi phục bình thường. Nhưng nhiệt độ trong tinh không xung quanh lại càng ngày càng cao. Trong tinh không, Yêu Liên nhìn chằm chằm Diệp Huyên, trong mắt là sát ý không hề che giấu, tuổi trẻ và yêu nghiệt của Diệp Huyên khiến nàng ta vô cùng kiêng kỵ, nếu hôm nay không giết chết Diệp Huyên, tương lai ắt sẽ uy hiếp đến thiên yêu tộc, không đúng, bây giờ Diệp Huyên đã có thể uy hiếp đến thiên yêu tộc rồi. Không chút do dự, Yêu Liên đột nhiên biến mất. Quỳnh. Trong tinh không, một gợn sóng lửa bao phủ xuống người Diệp Huyên. Rầm rầm. Trong nháy mắt, tinh không trong phạm vi mấy trăm vạn trượng đều bị đốt cháy thành hư vô. Diệp Huyên bên dưới bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt hắn lóe vẻ tàn ác, ngay sau đó, huyết mạch trong cơ thể hắn đột nhiên sôi trào. Quỳnh. Một luồng huyết mạch chi lực từ trong cơ thể hắn tuôn ra, phóng lên tận trời. Huyết mạch chi lực. Đối mặt với một đòn kinh khủng của Yêu Liên này, hắn không dám giữ lại chút gì, trực tiếp thúc giục huyết mạch chi lực. Ầm ầm. Huyết mạch chi lực mạnh mẽ khiến hơi thở của hắn lập tức tăng vọt. Diệp Huyên đột nhiên hóa thành một luồng kiếm quang màu máu phóng lên tận trời, sau đó chém vào ngọn lửa kia. Uinh uinh. Trong chớp mắt, ngọn lửa và kiếm quang bỗng nhiên nổ tung, ngay sau đó, Diệp Huyên và Yêu Liên đồng thời lùi lại. Hai bên vừa lùi đã ra ngoài mười mấy vạn trượng.
Yêu liên kia vừa dừng lại đã có mấy luồng kiếm quang im hơi lặng tiếng chém tới. Nhưng mà, mấy luồng kiếm quang này còn chưa đến gần cơ thể nàng ta thì đã bị đốt cháy không còn. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Diệp Huyên trở nên nặng nề, giờ phút này hắn cũng coi như hiểu được, ngọn lửa trên người yêu liên này thật sự quá mức kinh khủng đến độ hắn hoàn toàn không cách nào lại gần nàng ta. Như vậy, đối phương gần như đã đứng ở thế bất bại. Bởi vì, chỉ nhất kiếm trảm hư vô mới uy hiếp được đối phương, nhưng hắn cũng không thể sử dụng vô hạn, mỗi khi thi triển một kiếm, tiêu hao đều cực kỳ to lớn. Mà ngoài nhất kiếm trảm hư vô, những kiếm kỹ khác của hắn hoàn toàn không uy hiếp được người phụ nữ này. Giữa tinh không, yêu liên nheo mắt nói, huyết mạch này của ngươi. Rất rõ ràng, nàng ta đã phát hiện tính đặc thù trong huyết mạch của Diệp Huyên. Diệp Huyên đang định nói chuyện. Trong mắt yêu liên chợt lóe vẻ tham lam, nếu như cắn nuốt hết huyết mạch này của ngươi, chắc chắn thực lực của ta sẽ tăng lên rất nhiều. Vừa nói xong lời này, nàng ta lập tức lao xuống chỗ Diệp Huyên. Bên dưới, trong mắt Diệp Huyên toát vẻ ác độc, hắn mở lòng bàn tay ra, một thanh huyết kiếm đột nhiên xuất hiện trong tay hắn, ngay sau đó, hắn cầm kiếm phóng lên tận trời. Vèo! Nhất kiếm phá thương khung. Quỳnh! Một luồng kiếm quang màu máu trực tiếp chém vào ngọn lửa quanh người yêu liên. Ầm ầm. Vô số tia lửa bắn ra tung tóe, yêu liên bị Diệp Huyên chém lùi mấy nghìn trượng, mà ngọn lửa quanh người nàng ta cũng bị một kiếm này của Diệp Huyên chém cho ảm đạm hơn rất nhiều. Nhưng dù vậy, huyết kiếm trong tay Diệp Huyên lại không hề biến mất. Nhìn thấy cảnh này, trong mắt yêu liên lộ ra không thể tin nổi, chuyện này sao có thể? Diệp Huyên cũng hơi ngoài ý muốn. Hắn không ngờ kiếm do máu của mình ngưng tụ thành lại có thể chống đỡ ngọn lửa của người phụ nữ này. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn yêu liên nơi xa, hắn nhếch miệng cười một tiếng, tiếp nào. Vừa dứt lời, hắn đột nhiên biến mất. Vèo. Một kiếm quang màu máu chém thẳng về phía yêu liên. Lần này là nhất kiếm trảm hư vô. Huyết mạch chi lực cộng thêm trảm hư vô. Có thể nói là Diệp Huyên đã dồn hết sức mình vào một kiếm này. Đối mặt với một kiếm Diệp Huyên dồn hết sức chém ra này, yêu liên không dám có chút xíu chủ quan và coi thường nào, nàng ta đột nhiên hét lên, một sóng lửa kinh khủng từ trong cơ thể nàng ta tràn ra, ngay sau đó, nàng ta từ trên tinh không lao xuống, đồng thời mở to miệng muốn trực tiếp cắn nuốt toàn bộ Diệp Huyên. Bên dưới, Diệp Huyên đột nhiên cười lớn, ngay sau đó, chân phải hắn ta bỗng nhiên dậm mạnh, cả người hóa thành một luồng kiếm quang màu máu phóng lên tận trời. Rầm rầm. Bất thình lình, kiếm quang màu máu nổ tung, Diệp Huyên chợt lùi ra ngoài mấy vạn trượng, mà yêu liên cũng vội vàng lùi lại, vừa lùi cũng đã ra xa mấy vạn trượng, khi nàng ta dừng lại, ngọn lửa quanh người trực tiếp hóa thành hư vô. Trảm hư vô. Cho dù là ngọn lửa quanh người yêu liên cũng không cách nào chống lại nhất kiếm trảm hư vô khủng bố này. Giờ phút này, trong lòng yêu liên ngoài khiếp sợ thì còn có kiêng kỵ sâu sắc. Thật ra thực lực của Diệp Huyên cũng không sợ. Đáng sợ là kiếm kỹ kia của hắn. Kiếm kỹ quá khủng bố. Phải biết, với uy lực trong ngọn lửa này của nàng ta, cho dù là luân hồi hành giả cảnh cũng không dám tùy tiện chạm vào, nhưng huyết mạch của Diệp Huyên này lại có thể ngăn chặn, quan trọng nhất chính là, một kiếm kia của Diệp Huyên có thể hủy diệt ngọn lửa của nàng ta. Điều này rất không hợp thói thường. Bên dưới, cả người Diệp Huyên hệt như người máu, mặc dù đã kích hoạt huyết mạch, nhưng hắn cũng không hoàn toàn mất hết lý trí, hắn nhìn về phía yêu liên nơi xa, nhếch miệng cười một tiếng, tiếp nào. Nói xong, hắn đột nhiên tung người nhảy lên, tay cầm huyết kiếm bỗng nhiên chém ra. Xoẹt! Kiếm quang giống như thác nước ập xuống. Trong mắt yêu liên lóe vẻ tàn bạo, đột nhiên tung người nhảy lên, trực tiếp đánh về phía Diệp Huyên, mà xung quanh nàng ta lại lần nữa ngưng tụ ngọn lửa đen nhánh kinh khủng kia. Ngọn lửa mạnh mẽ vừa xuất hiện, nhiệt độ xung quanh thoáng chốc tăng gấp mấy trăm lần. Ầm ầm. Cả vùng kiếm quang màu máu đột nhiên tan nát, Diệp Huyên lại lùi nhanh về phía sau, mà yêu liên cũng liên tục lùi về phía sau. Trong quá trình yêu liên lùi lại, ngọn lửa trên người nàng ta tan biến với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được. Mà nơi xa, trong quá trình Diệp Huyên lùi lại, cơ thể lại bắt đầu hòa tan từng chút một. Kiếm của hắn có thể ngăn ngọn lửa kia, nhưng cơ thể của hắn không thể. Diệp Huyên vội vàng thúc giục huyết mạch bất tử, sau đó lại uống mười mấy viên đan dược.
Dưới tác dụng của huyết mạch chi lực và đan dược, lúc này cơ thể Diệp Huyên mới dần khôi phục bình thường. Mà nơi xa, sắc mặt Yêu Liên chợt trầm xuống, ngươi là thứ quái quỷ gì? Lại có hai loại huyết mạch. Diệp Huyên lạnh lùng nhìn Yêu Liên, không được sao? Yêu Liên nhìn chằm chằm Diệp Huyên, ánh mắt giống như muốn ăn tươi nuốt sống hắn, nhưng đồng thời nàng ta cũng rất rõ ràng, nàng ta không làm gì được Diệp Huyên trước mắt này. Không thể không nói, điều này khiến nàng ta không biết phải làm sao. Cảnh giới của thiếu niên trước mắt này thấp hơn nàng ta rất nhiều, nhưng sức chiến đấu lại không hề kém nàng ta, có đánh nữa cũng chỉ lãng phí thời gian. Nghĩ đến đây, nàng ta từ từ nhắm hai mắt lại, ra đi. Vừa dứt lời, đột nhiên có hai hơi thở cực kỳ kinh khủng từ trong tinh không nơi xa lao đến. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Diệp Huyên bỗng nhiên thay đổi, người phụ nữ này, người muốn làm gì? Ta nói cho ngươi biết, đơn đấu nha, ngươi đừng làm loại chuyện đánh hội đồng vô sỉ này, đệt. Yêu Liên nhìn chằm chằm Diệp Huyên, ta muốn đánh hội đồng ngươi đấy, ngươi cắn ta đi. Diệp Huyên liếc nhìn đánh giá Yêu Liên, cắn thế nào? Yêu Liên lập tức nổi giận, ngươi là đồ sắc cẩu. Đồ vô sỉ, a a a. Diệp Huyên. Phải nói là Diệp Huyên thật sự hơi ngạc nhiên. Cái trò gì thế? Lúc này, Yêu Liên không phí lời thêm mà xông thẳng về phía Diệp Huyên, cùng lúc đó, hai luồng khí tức cực kỳ đáng sợ cũng ập tới. Hai luồng khí tức đó chỉ yếu hơn Yêu Liên một chút. Diệp Huyên thấy vậy thì mặt mày trầm xuống. Muốn đánh hội đồng à? Mẹ kiếp! Mấy tên này đúng là không biết xấu hổ. Diệp Huyên quay đầu nhìn sang bọn Đạo Lăng, lúc này bọn Đạo Lăng cũng bị Thiên Yêu tộc giữ chân, không thể nào giúp được hắn. Trốn à? Ý nghĩ đó vừa nảy ra thì đã lập tức bị bản thân hắn dập tắt. Nếu như bỏ chạy thì bọn Đạo Lăng sẽ tiêu cả đám. Không thể chạy, Diệp Huyên nhìn sang ba người Yêu Liên đang xông qua, vẻ mặt vô cùng khó coi. Có điều hắn không hề chùn bước, bây giờ hắn nhất định phải chống đỡ. Diệp Huyên từ từ nhắm hai mắt lại, máu trong người sôi lên. Quỳnh! Diệp Huyên liền biến thành huyết nhân. Hắn không dám đốt cháy huyết mạch và linh hồn, không có kiếm Thanh Huyên thì hắn không thể chơi trò đó được. Diệp Huyên đột ngột ngẩng đầu lên, nhìn sang ba người Yêu Liên, sau đó dẫm mạnh chân phải xuống đất, cơ thể biến thành một luồng kiếm quang rồi vút qua. Ầm! Sức mạnh kiếm khí cực mạnh lập tức làm cả tinh không vỡ nát. Ầm! Một tiếng nổ lớn vang lên, Diệp Huyên bị văng ra xa hơn mấy chục vạn trượng. Lúc hắn vừa mới dừng lại thì cơ thể đã bị sức mạnh của ba người Yêu Liên đánh vỡ. Chỉ còn lại linh hồn. Sau khi Diệp Huyên dừng lại, vẻ mặt hắn cực kỳ khó coi, đánh với một người thì hắn còn sức đánh nhưng đánh ba người thì hắn vốn không cách nào đánh được. Quá hoang đường. Dù có đốt hồn, đốt máu cũng không thể. Đằng xa, kẻ cầm đầu là Yêu Liên nhìn Diệp Huyên, sao hả? Còn không chịu gọi cứu binh à? Thật ra nàng ta vẫn luôn rất cảnh giác. Vì sao? Vì nàng ta biết đằng sau Diệp Huyên có một thế lực rất lớn, chính vì vậy nên nàng ta luôn âm thầm cảnh giác, sợ người đứng sau Diệp Huyên bất ngờ hành động, sau đó sẽ trở tay không kịp. Nhưng điều là nàng ta thấy hơi bất ngờ là đánh đến bây giờ rồi mà không ngờ người đứng sau Diệp Huyên vẫn chưa có ý muốn xuất hiện. Lẽ nào đối phương sợ Thiên Yêu tộc nên mới không dám ra tay? Yêu Liên nghĩ đến đây thì nheo hai mắt. Cảm giác bất an dần biến mất. Đằng xa, Diệp Huyên im lặng. Gọi cứu binh thôi. Gọi ai đây? Gọi cha. Chắc vô ích thôi. Gọi Thanh Nhi. Hắn lại thấy hơi ngại, dù gì thì trước đó hắn cũng từng nói khoác trước mặt nàng ấy là muốn dựa vào bản thân. Không gọi. Vậy chắc sẽ bị đánh chết mất. Diệp Huyên do dự một lát rồi nói, các ngươi không đánh hội đồng thì ta sẽ không gọi cứu binh, ngươi thấy sao? Ha ha! Yêu Liên bỗng cười lớn. Diệp Huyên chau mày, má này sao thế nhỉ? Yêu Liên càng lúc càng cười điên loạn, một lát sau, nàng ta nhìn sang Diệp Huyên, ánh mắt lộ vẻ phấn khích và châm biếm. Diệp Huyên, nếu ta đoán không nhầm thì thế lực đằng sau ngươi chẳng qua cũng chỉ là một thế lực bình thường nên bọn họ mới không dám đối đầu với Thiên Yêu tộc của ta. Đúng không? Diệp Huyên im lặng. Yêu Liên nhìn Diệp Huyên chằm chằm, nói với vẻ phấn khích hơn, nào, gọi đi, người hãy gọi cứu binh đi.
Diệp Huyên. Lúc này, Đạo Lăng đang bị vây đánh điên cuồng bỗng nói với giọng run run, Diệp Huynh, Huynh nghe lời nàng ta, gọi cứu binh đi. Thiên Thích cũng vội gật đầu, ừ, gọi đi, chuyện này không có gì sai, là do bọn họ không nói võ đức trước. Diệp Huyên do dự một lúc rồi thở dài, hắn lấy chiếc nhẫn huyên ra rồi nói, thật ra ta thật sự không muốn dựa vào người nhà. Đạo Lăng ở bên cạnh liền vội nói, hiểu, bọn ta hiểu, cái này là do mẹ kia bảo huynh gọi, không liên quan gì đến huynh. Diệp Huynh không nên quá nặng lòng, bất quá để ta gánh tội thay cũng được. Diệp Huyên hạ giọng nói, nhưng ta cảm thấy cuộc sống như vậy thật vô nghĩa, cứ đánh không lại là đi gọi người nhà, vậy thì còn ra gì nữa. Đạo Lăng nói với giọng run run, người ta đã đánh hội đồng huynh rồi mà huynh còn để tâm đến chuyện đó làm gì. Diệp Huyên nghiêm túc nói, nhưng như thế thì sẽ có tính ỷ lại. Sau này một khi gặp phải vấn đề thì ta sẽ nghĩ đến việc gọi người nhà, cứ như vậy thì ta sẽ trở thành thiếu gia mất. Đạo Lăng nhìn Diệp Huyên với vẻ mặt đầy ngạc nhiên, Diệp Huynh, lẽ nào bây giờ huynh cho rằng mình không phải là thiếu gia sao? Hả? Diệp Huyên hạ giọng nói, từ đầu đến giờ ta đã tự lực tự cường rất nhiều. Mấy người Đạo Lăng? Lúc này, Yêu Liên bỗng chế giễu, dựa vào bản thân. Diệp Huyên, vốn dĩ ta còn kiêng dè ngươi vài phần, dù gì thì sau lưng thiên tài như ngươi nhất định phải có người, nhưng bây giờ xem ra chẳng qua ngươi chỉ là chó ngáp phải ruồi, lọt vào mắt xanh của bút đại đạo, có được khí vận đại đạo nên mới có được thực lực như vậy thôi. Nàng ta vừa nói vừa liếc nhìn Diệp Huyên, huyết mạch của ngươi khá thú vị, chắc dòng họ của ngươi từng có cao thủ tuyệt thế, nhưng bây giờ đã lụi bại rồi, đúng không? Diệp Huyên im lặng. Yêu Liên tiếp tục nói, ra tay nhưng đừng giết hắn. Nàng ta nói xong thì bỗng biến mất. Thời không xung quanh Diệp Huyên bỗng cháy lên. Tiếp ngay đó, những ngọn lửa đáng sợ như những chiếc lồng vây chặt Diệp Huyên trong thời không đó. Cùng lúc ấy, hai cao thủ thần bí khác cũng dùng sức mạnh bá đạo phong tỏa toàn bộ khu vực Diệp Huyên đang đứng. Diệp Huyên chau mày, người phụ nữ này muốn nhốt mình sao? Diệp Huyên không nghĩ gì nhiều, nhún người bay lên cao, chém xuống một kiếm. Nhất kiếm chảm hư vô. Kiếm vừa được xuất ra thì một luồng sức mạnh đáng sợ liền xé tan ngọn lửa thành hư không, cùng lúc đó, sức mạnh thần bí xung quanh hắn cũng lập tức bị đánh tan. Yêu Liên thấy vậy thì ánh mắt thoáng qua sát ý, Diệp Huyên, ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, nếu ngươi không gọi cứu binh thì bây giờ ta sẽ nuốt sống ngươi. Diệp Huyên hơi thắc mắc, sao ngươi cứ muốn ta phải gọi cứu binh? Ngươi điên rồi sao? Ngươi cứ ức hiếp ta đi, không được sao? Yêu Liên nhìn Diệp Huyên chằm chằm và không nói gì. Lúc này, Đạo Lăng ở bên cạnh bỗng lên tiếng, Diệp Huynh, nàng ta để ý đến huyết mạch của nhà huynh, nàng ta muốn nuốt huyết mạch của Dương tộc huynh đấy. Huyết mạch. Diệp Huyên nghe vậy thì liền ngây ra. Sao hắn lại quên mất thứ này? Phải biết rằng huyết mạch của hắn là huyết mạch vô cùng đặc biệt, có tác dụng rất lớn với yêu thú, rõ ràng Yêu Liên này đã để ý đến sức mạnh huyết mạch của hắn, nên nói là huyết mạch của Dương tộc nhà hắn. Yêu Liên nhìn Diệp Huyên chằm chằm, vẻ mặt hơi phấn khích. Vì sao? Bây giờ nàng ta nhìn Diệp Huyên giống như đang nhìn cơ hội trời cho, sức mạnh huyết mạch của Diệp Huyên khiến tâm hồn nàng ta dậy sóng, trực giác nói cho nàng ta biết. Nếu nàng ta có thể nuốt được huyết mạch của Diệp Huyên thì thậm chí nàng ta có thể vươn lên tầm cao mới, đứng ở một mức cao hơn. Nhưng nếu như tìm ra được tộc người sau lưng Diệp Huyên thì đồng nghĩa với việc gì? Đồng nghĩa với việc thiên yêu tộc sẽ nổi dậy, và cũng sẽ đạt đến một tầm cao mới. Không chỉ có vậy, nàng ta còn có một kế hoạch, đó là nhốt toàn bộ tộc người của Diệp Huyên lại, để tạo ra nguồn cung huyết mạch không bao giờ dứt cho thiên yêu tộc. Giống như nuôi lợn. Vỗ béo xong rồi mới giết. Yêu Liên càng nghĩ càng thấy phấn khích, dường như nàng ta đã nhìn thấy cảnh tượng thiên yêu tộc vực dậy, xưng hùng xưng bá khắp vạn giới. Đằng xa, Diệp Huyên im lặng. Hắn cũng thấy hơi kinh ngạc, không ngờ người phụ nữ này lại có ý định với Dương tộc. Lúc này, Yêu Liên bỗng nhìn sang bọn Đạo Lăng rồi nói, Diệp Huyên, nếu ngươi không gọi người đến thì bây giờ ta sẽ lần lượt giết những người bạn này của ngươi trước mặt ngươi. Diệp Huyên nhìn Yêu Liên, ngươi chắc là muốn ta gọi người đến chứ? Yêu Liên nhìn Diệp Huyên chằm chằm, ta lại ngươi gọi đấy. Diệp Huyên gật đầu, được. Hắn vừa dứt lời thì liền xòe tay, nhẫn huyên xuất hiện trong lòng bàn tay.
Tiếp ngay đó, nhẫn huyền rung nhẹ, một lúc sau, ở chân trời phía xa, một luồng kiếm quang bỗng xé toạc thời không, một ông già xuất hiện bên cạnh Diệp Huyên. Là Lão Quân. Lão Quân hành lễ với Diệp Huyên, thiếu chủ. Diệp Huyên nhìn Yêu Liên ở phía xa rồi nói, nàng ta muốn tìm mọi người. Lão Quân nhìn về Yêu Liên ở phía xa, lúc nhìn thấy ông ta, Yêu Liên nheo hai mắt lại, bắt đầu cảnh giác. Mạnh thật, ông già trước mặt không tầm thường. Lão Quân nghe Diệp Huyên nói thì nhìn về phía Yêu Liên bình thản nói, tìm bọn ta sao? Yêu Liên nhìn Lão Quân, ngươi là ai? Lúc này, nàng ta lại cảnh giác hơn. Lão Quân trả lời với vẻ mặt không cảm xúc, Dương tộc. Yêu Liên chau mày, Dương tộc. Nàng ta vừa nói vừa nhìn sang Diệp Huyên, Dương tộc và họ Diệp nhà ngươi có quan hệ gì? Diệp Huyên. Lão Quân im lặng, thật ra ông ta cũng rất thắc mắc, tại sao thiếu chủ lại tên Diệp Huyên mà không phải là Dương Huyên? Nếu không phải vì Diệp Huyên có huyết mạch phong ma thì ông ta còn nghĩ Diệp Huyên không phải là con ruột của kiếm chủ nữa cơ. Yêu Liên bỗng nói, Dương tộc ngươi ở vũ trụ nào? Lão Quân nhìn Yêu Liên, bình thản đáp, để làm gì? Yêu Liên chỉ vào Diệp Huyên, thiếu chủ của Dương tộc các người giết cao thủ thiên yêu tộc của ta, chuyện này tính sao? Mặt ngoài của câu nói đó là đang chất vấn nhưng thật ra mục đích là để thăm dò thực hư. Mới đầu nàng ta cho rằng mặc dù đằng sau Diệp Huyên có thế lực nhưng nhất định không mạnh vì thế lực đó mãi vẫn không chịu xuất hiện, hơn nữa Diệp Huyên cũng không gọi cứu binh. Vì vậy, nàng ta cảm thấy có khả năng thế lực đằng sau Diệp Huyên chỉ bình thường, hơn nữa, còn không dám đối đầu trực diện với thiên yêu tộc. Nhưng sau khi Lão Quân xuất hiện, nàng ta đã thấy hơi lung lay về nhìn nhận lúc nãy của mình. Bình tĩnh. Lão Quân quá bình tĩnh khi đối diện với nàng ta và thiên yêu tộc. Một người cảnh giới hành giả luân hồi dựa vào đâu mà bình tĩnh như thế? Rất đơn giản, vì có người chống lưng nên mới không sợ tộc thiên yêu. Hơn nữa, sự xuất hiện của Lão Quân đã khiến nàng ta cảm thấy bất an, vì nàng ta chưa từng gặp Lão Quân, thông thường, nàng ta không thể nào không quen cao thủ cùng cấp nàng ta. Điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là thế lực sau lưng Diệp Huyên đến từ vũ trụ mà thiên yêu tộc chưa từng tiếp xúc. Phải biết rằng, cao thủ siêu cấp của thiên yêu tộc đều ở đây hết, nhưng từ đầu đến cuối đối phương đều chưa từng nhìn thẳng vào họ. Lúc này nàng ta rất bình tĩnh. Lão Quân nghe Yêu Liên nói thì bình thản nói, giết cũng đã giết rồi, ngươi còn muốn ta phải làm gì? Các cao thủ thiên yêu tộc sau lưng Yêu Liên nghe vậy thì nổi giận, nhưng Yêu Liên lại kinh hãi, trong mắt thu lại, nàng ta vội vã nhìn sang Diệp Huyên, Diệp công tử, trước đây thiên yêu tộc của ta đã mạo phạm rồi. Ta ở đây thay mặt cho thiên yêu tộc xin lỗi công tử, xin bỏ qua cho. Tất cả mọi người đều ngây ra. Xin lỗi. Chịu cúi đầu rồi sao? Diệp Huyên cũng hơi ngỡ ngàng, hắn nhìn Yêu Liên vừa mới như phát điên ở trước mặt, chẳng phải ngươi đừng có lộn xộn, ngươi như vậy làm ta thấy không quen đâu. Ngươi qua đánh ta đi, huyết mạch của ta ngon lắm, ngươi hút huyết mạch của ta thì sẽ có thể tăng cấp. Người qua đây đi ta không phản kháng đâu. Mọi người. Nghe xong lời Diệp Huyên nói, Yêu Liên vội vã lắc đầu, không không, Diệp công tử, lúc trước đều là lỗi của thiên yêu tộc ta, ta đại diện cho cả thiên yêu tộc xin lỗi Diệp công tử lần nữa. Dứt lời, nàng ta khẽ cúi người. Diệp Huyên nhìn Yêu Liên, không nói câu nào. Đạo Lăng đi tới bên cạnh Diệp Huyên, y liếc nhìn Yêu Liên, cảm thấy kỳ lạ. Không phải là cô nàng này bị biến thành người khác rồi đó chứ? Diệp Huyên trầm mặc. Hắn biết chắc chắn Yêu Liên này đã biết được điều gì đó, cho nên mới vội vã thay đổi thái độ, đồng thời chịu thua. Không thể không nói cô nàng này khá là độc, có thể vừa co được vừa giãn được. Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía Lão Quân. Lão Quân do dự một lát rồi nói, thiếu chủ, ta nghe lời thiếu chủ, người muốn diệt tộc thiên yêu này thì thuộc hạ sẽ lập tức tiêu diệt. Nghe Lão Quân nói vậy, sắc mặt của Yêu Liên ở đằng xa lập tức biến đổi, nàng ta nhìn về phía Lão Quân, trong mắt tràn ngập vẻ khó tin. Đối phương cuồng vọng. Không phải. Trực giác mách bảo nàng ta rằng những lời ông Lão trước mắt này nói không phải ngông cuồng, mà là tự tin không gì sánh được. Rốt cuộc là thế lực đáng sợ tới mức nào chứ? Trong lòng Yêu Liên chấn động không thôi. Diệp Huyên nhìn thoáng qua Lão Quân rồi trầm ngâm suy nghĩ.
Lời lão quân nói khá hàm xúc, bởi vì lão quân có thể tiêu diệt thẳng thiên yêu tộc nhưng ông lại không làm vậy mà hỏi hắn, rõ ràng ý là lão quân không muốn ra tay. Thấy Diệp Huyên trầm mặc, lão quân sợ hắn tức giận suy nghĩ nhiều, bèn vội vàng gọi thiếu chủ. Diệp Huyên lắc đầu, ta biết, phụ thân hy vọng ta không ỷ lại thế lực của gia tộc quá mức. Lão quân gật đầu, khẽ đáp, kiếm chủ, quả thực từng dặn dò như vậy. Diệp Huyên cười nói, lão quân, ta muốn gặp phụ thân. Lão quân sửng sốt. Diệp Huyên lại nói, liên hệ với ông ấy cho ta. Hắn nói bằng giọng điệu ra lệnh. Lão quân không dám khước từ, khẽ mở lòng bàn tay, một kiếm lệnh đột nhiên phóng thẳng lên trời. Ầm. Ở chân trời đột nhiên xuất hiện một ánh kiếm, sau đó, bên trong ánh kiếm kia có một người đàn ông xuất hiện. Đó chính là người đàn ông áo xanh. Nhìn thấy người đàn ông áo xanh, lão quân lập tức cúi người hành lễ, run giọng nói, tham kiến kiếm chủ. Lúc nhìn thấy người đàn ông áo xanh, Yêu Liên ở một bên lập tức biến sắc. Nguy hiểm. Đây chính là cảm giác hiện giờ của nàng ta. Người đàn ông áo xanh trước mắt là ai? Trong lòng Yêu Liên vô cùng sợ hãi, tại sao đối phương chỉ đứng ở đó thôi mà đã mang tới cho nàng ta cảm giác áp bức vô hình, khiến nàng ta cảm nhận được bản thân chỉ là một con kiến bé nhỏ. Người đàn ông áo xanh nhìn về phía Diệp Huyên, tìm ta à? Diệp Huyên gật đầu, chúng ta có thể tâm sự được không? Người đàn ông áo xanh gật đầu, cũng được. Diệp Huyên chân thành nói, cha con nói chuyện phiếm, động khẩu không động thủ, nhé. Người đàn ông áo xanh cười đáp, được chứ, nào, trò chuyện thôi. Diệp Huyên đột nhiên hỏi, cha à, người từng dựa dẫm vào ông nội bao giờ chưa? Người đàn ông áo xanh im lặng nhìn Diệp Huyên. Diệp Huyên lại hỏi, cha, nếu không có ông nội giúp đỡ thì năm xưa cha có còn sống không? Người đàn ông áo xanh trầm mặc. Diệp Huyên chỉ về phía Yêu Liên đằng xa, cha cảm thấy kẻ địch này của con bình thường không? Người đàn ông áo xanh cười khẽ, ta hiểu ý con rồi. Con đang bất mãn về cách ta nuôi thả con, đúng không? Diệp Huyên lắc đầu, cha sai rồi. Con không hề bất mãn với cha, mà chỉ có chút thất vọng thôi. Người đàn ông áo xanh híp mắt, thất vọng ư? Diệp Huyên gật đầu, tuy con chỉ là con. Nhưng thứ cho con nói thẳng, cha không phải một người cha tốt. Từ nhỏ tới giờ con chưa từng cảm nhận được tình thương của cha, thậm chí còn chẳng có khái niệm gì đối với hai chữ phụ thân cả. Đúng vậy, từ nhỏ con sống rất khổ, điều đó đã rèn luyện ý chí của con, tôi đúc tâm trí của con. Nói rồi, hắn lắc đầu cười, nhưng con cảm thấy, cuộc đời của một người không nên chỉ có khổ và khó khăn, đáng ra cần có cả tình, tình yêu, tình bạn, tình cha con, cha à. Cha thấy bản thân đã làm hết trách nhiệm của một người cha chưa? Người đàn ông áo xanh trầm mặc. Diệp Huyên lại nói, cha hy vọng con có thể đối mặt với tất thảy khó khăn, điều này không sai, thế nhưng cha lại chưa từng nghĩ tới một vấn đề, đó chính là liệu con của bây giờ có thể tiếp nhận được những khó khăn đó hay không? Sau đó hắn mỉm cười, hiện giờ cha con chúng ta giống cái gì đây? Cha hy vọng con đạt được thành tựu như mình. Thậm chí còn vượt qua cha, đây là kỳ vọng của cha đối với con. Rồi, ngoài điều này ra, giữa cha con chúng ta còn lại gì? Người đàn ông áo xanh vẫn trầm mặc. Diệp Huyên mỉm cười, nói tới cha, đến cả con cũng cảm thấy bi ai thay, bởi vì trong ký ức của con không hề có cha, chỉ là một mảnh trống rỗng. Tay phải của người đàn ông áo xanh khẽ run. Diệp Huyên lại nói, con không oán hận cha, bởi và con hiểu rõ cuộc đời của cha. Cha đã quật khởi từ trong khó khăn, cha cho rằng khó khăn có thể tôi luyện tâm trí giúp con người ta trưởng thành hơn, tài năng hơn, thế nên cha không hy vọng con dựa dẫm vào gia đình, mong muốn con cùng vượt lên từ trong những khó khăn kia. Nói tới đây, hắn lắc đầu cười, thanh nhi khiến con cảm nhận được sự ấm áp, tình thân còn cha lại chỉ mang tới cho con cảm giác xa lạ. Hai chúng ta không giống cha con mà giống như thầy trò hơn. Cha muốn con trở thành người như mình, nhưng con đâu phải là cha. Trước đây, lúc nhìn thấy người khác được cha mẹ chắn gió che mưa, con vô cùng hâm mộ họ. Gặp phải kẻ địch mạnh, con dốc toàn lực giải quyết hết, nhưng con càng hy vọng có người sẽ nói với con rằng, đừng sợ, dù trời có sập xuống thì cha cũng gánh cho con. Sau đó, hắn lại nhìn người đàn ông áo xanh, chân thành nói tiếp, cha, con sẽ cố gắng hơn nữa, để rồi vượt qua cha.
nhưng con buộc phải nói với cha một điều, cha chưa làm tròn trách nhiệm của một người ta, con phải lấy cha làm gương để thay đổi, nếu như con có con sẽ không nuôi thả, mà để thằng bé có một gia đình hoàn chỉnh. Kề bên nhau thật sự rất quan trọng, bởi vì giữa hai cha con vốn dĩ không nên lạnh lùng hời hợt. Người đàn ông áo xanh nhìn Diệp Huyên, trong mắt hiện lên chút áy náy. Một lát sau, y khẽ thở dài, đôi môi dần dật muốn nói rõ áy náy trong lòng, nhưng một người luôn theo đuổi mạnh mẽ cả đời như y lại chưa bao giờ nói những lời mềm yếu, bởi vậy trong lúc nhất thời, những lời chạm đến khóe môi cứ thế kẹt lại, không thể thốt ra được. Diệp Huyên cười nói, cha à, cha đi đi, quãng đường về sau, con sẽ tự mình cất bước bằng chính sức mạnh của con. Người đàn ông áo xanh nói khẽ, đừng trách cha, được không? Diệp Huyên im lặng. Người đàn ông áo xanh chậm rãi đi tới trước mặt Diệp Huyên, y nhẹ nhàng vỗ vai hắn, sau đó nói, ta biết là ta đối xử với con không ra gì, cách làm trước đây của ta quả thật không đúng, bởi vì khi ấy, giống như lời con nói, đúng là ta đã quật khởi từ trong khó khăn, bởi vậy ta cũng muốn con giống ta. Nói tới đây, y lắc đầu, nhưng ta cũng đành chịu. Bởi vì không có ai chỉ ta phải làm một người đàn ông tốt như thế nào. Năm xưa ông nội con đã đối xử với cha ra sao? Cứ thế ném cha vào đại lục huyền giả, nếu không phải mạng ta lớn thì ta cũng chẳng biết việc mình có phụ thân, nếu con muốn trách, muốn hận, vậy thì hận ông nội con đi. Là ông ấy mở ra cái tiền lệ nuôi thả kiểu này, khiến nhà họ Dương chúng ta sống trong bầu không khí không tốt đẹp gì. Dương vô địch. Diệp Huyên cạn lời. Má nó chứ. Người cha này của hắn đúng là dữ dằn, đá ngay lỗi lầm cho người khác luôn chứ. Nhưng vấn đề là chuyện này mà cũng đổ lỗi được hả? Người đàn ông áo xanh lại nói, kề bên mà con nói, ta thừa nhận mình không làm được chuyện đó. Thế nhưng, con phải thông cảm với cha. Con thấy khó, thấy khổ, thì hãy nghĩ tới ta năm xưa đi, lẽ nào hồi đó ta không thảm sao? Ta không khổ sao, ta cũng khổ sở lắm chứ. Đường mà cha con đi hồi trước, kẻ địch đầy rẫy ra đó, con xem, hai chúng ta lại trúng huyết mạch bằng cách nào. Đó là bởi cha đã đánh ra hết kiếm này đến kiếm khác để tồn tại. Nói tới đây, y khẽ thở dài, người xung quanh con vẫn còn đó, nhưng con biết không, tình cảnh của cha năm xưa, cha mất tích, mẹ qua đời, chỉ có một mình lẻ loi hiu quạnh, quá khó khăn. Còn khổ hơn cả con nữa là... Diệp Huyên. Người đàn ông áo xanh tiếp tục nói, con nói kẻ địch của con không yếu. Lẽ nào kẻ địch năm xưa của cha con yếu sao? Khỏi cần nói ai khác, ngay đến thiên mệnh năm xưa, con cảm thấy nàng ta bình thường sao? Cực kỳ không bình thường, nhưng chẳng phải cha con cũng chống đỡ tới giờ đấy sao? Con thấy cha con hiện giờ vô địch, nhưng con lại chẳng biết năm xưa ta đã phải trải qua bao cay đắng khổ sở. Ta, cũng khổ lắm chứ bộ. Mặt Diệp Huyên đầy vạch đen. Má nó chứ. Sao nghe cứ sai sai thế nào ấy? Cứ như hắn và cha hắn giống nhau vậy á. Người đàn ông áo xanh quay đầu liếc nhìn Yêu Liên, ta cũng muốn giúp con lắm. Nhưng con hãy nghĩ mà xem, cha con vượt qua hàng tỷ tinh vực để tới chỗ con giết kẻ như thế này, thì quá là hạ giá. Giống như con đó, bạn của con ở Thanh Thành nhờ con vượt qua cả tỷ tinh vực để quay về giết một con kiến, con sẽ có cảm tưởng thế nào? Diệp Huyên nghe mà trợn mắt há hốc miệng. Ở một bên... Sắc mặt của đám người Yêu Liên nhất thời trở nên vô cùng khó coi. Con kiến ư? Trong mắt người đàn ông áo xanh này, gia tộc của bọn họ chỉ là loài kiến nhỏ bé. Trong lòng đám cường giả Thiên Yêu tộc tức giận phừng phừng, chỉ muốn trút giận ngay và luôn, nhưng lại bị Yêu Liên ra hiệu bằng mắt. Nàng ta có thể thấy được đám người phía sau mình không nhìn ra được sự đáng sợ của người đàn ông áo xanh, nhưng nàng ta thì biết. Người đàn ông trước mắt này chắc chắn không phải người mà Thiên Yêu tộc của nàng ta chống lại được. Nếu động thủ thì sẽ có nguy cơ diệt tộc. Phải nhịn. Bắt buộc phải nhịn. Vị Yêu Liên đã ra hiệu nên đám cường giả Thiên Yêu tộc tuy khó chịu trong lòng nhưng cũng không dám bộc lộ. Ở trong Thiên Yêu tộc, Yêu Liên chính là người nói một là một. Ở nơi xa, người đàn ông áo xanh mỉm cười, nhóc con, ta nhớ tới một chuyện, ta từng tình cờ có được một món bảo bối. Bốn định đưa cho con nhưng vẫn chưa có dịp, hiện giờ cuối cùng cũng có cơ hội rồi. Dứt lời, y mở bàn tay ra, một thanh kiếm xuất hiện trước mắt Diệp Huyên. Diệp Huyên có hơi tò mò, đây. Người đàn ông áo xanh cười nói, ta nhặt, à không phải,
ta đặc biệt tìm cho con thanh kiếm này, đây chính là thanh kiếm được chế tạo cho mình con, là cực phẩm thần kiếm. Vô cùng thích hợp với con giữ lại dùng đi ha. Diệp Huyên. Người đàn ông áo xanh lại nói, đây là lần đầu tiên con làm con, ta cũng chỉ mới làm cha lần đầu, chúng ta đừng yêu cầu nhau nhiều quá, dù sao cũng đều là lần đầu tiên cả, hai bên cùng nhường nhau chút chút là được. Con làm tốt việc của con đi, cha sẽ không quên con đâu. Được rồi, cha còn có việc, đi làm trước nhé. Con, cứ từ từ làm cho tốt, cố lên, con làm được mà. Ta tin tưởng con lắm. Dứt lời, y quay lưng, lập tức biến mất tăm. Diệp Huyên đứng đó mà cảm thấy rối bời. Ý gì vậy? Đi rồi. Diệp Huyên ngơ ngác đứng tại chỗ. Những lời nói ban nãy của mình giống như là nói cho chó nghe vậy. Diệp Huyên như nhớ ra gì đó, vội vàng nhìn về thanh kiếm trong tay. Nó dài 3 thước, rộng cỡ 2 ngón tay, cả vật thể đen nhánh, thân kiếm khá mỏng, mũi kiếm đỏ sậm, nhìn bề ngoài thì cũng không được đẹp. Diệp Huyên cẩn thận ngắm nghía một hồi rồi bắt đầu vận chuyển huyền khí. Thanh kiếm lập tức rung lên. Ong! Một tiếng kiếm ngân phóng thẳng lên cao, truyền về phía xa trong tinh không. Chẳng mấy chốc, Diệp Huyên đã khẽ cau mày vì hắn phát hiện nó thế mà lại không có linh. Một thanh kiếm không có linh. Đáng lẽ không phải như vậy. Diệp Huyên lại nghiên cứu một lát, cuối cùng đành chấp nhận sự thật. Đây thật sự là một thanh kiếm không có linh. Diệp Huyên cạn lời. Thanh kiếm này là cha đã cố ý tìm cho mình. Giờ hắn hơi chút nghi ngờ với điều đó rồi đấy. Lúc này, lão quân bỗng hơi khom mình hỏi, thiếu chủ, người còn có căn dặn gì không? Diệp Huyên hoàn hồn lại nhìn lão quân ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi, ông có tiền không? Vẻ mặt lão quân cứng lại. Diệp Huyên vội nói, mượn, là mượn chứ không phải lấy. Đến lúc đó, ông tìm cha ta đòi là được. Lão quân câm nín. Trả cái búa ấy. Ai chẳng biết quan hệ giữa thiếu chủ và kiếm chủ, ta mà cho ngươi mượn thì kiếm chủ sẽ chịu trả chắc. Đến lúc đó, kiếm chủ không chịu trả, thiếu chủ chơi xấu. Chẳng phải trụ mạch của mình coi như đi tong sao. Vụ giao dịch này không thể làm. Lão quân ngẫm nghĩ rồi nói, thiếu chủ, trụ mạch của ta cũng không nhiều. Có điều, nếu thiếu chủ cần thì cá nhân ta bằng lòng cho ngươi 100 vạn trụ mạch. Ông ta nói xong vội vàng bổ sung, đây là tặng cho thiếu chủ, không cần trả. Cùng với cho mượn thì thà nói là cho, dù sao mượn cũng sẽ không trả, nói cho còn có thể bán được một ân tình. Diệp Huyên nghe lão quân nói vậy thì chần chờ một chút mới nói cái này. Cho ta luôn, có phải là không được hay cho lắm? Lão quân im lặng. Ngươi cũng biết không được hay à, vậy thì đừng có lấy. Bấy giờ, Diệp Huyên lại bỗng nói, nếu đây là tấm lòng của lão quân, ta mà từ chối thì chẳng phải sẽ khiến ông chạnh lòng. Hắn nói xong bèn vươn tay phải ra. Lão quân cạn lời, ngươi không làm ta chạnh lòng nhưng khiến con tim ta nhỏ máu. Lão quân cũng khá dứt khoát, trực tiếp lấy một chiếc nhẫn chưa đổ ra đưa cho Diệp Huyên. Diệp Huyên ngó sơ qua rồi vội nhận lấy. Khẽ khom lưng nói, lão quân, cảm ơn nhé. Đợi đến khi gặp cha, ta sẽ bảo ông ấy trả lại cho ông. Lão quân buột miệng, hắn ta sẽ không trả. Ông ta nói đến đây thì vội vàng sửa miệng, ý của ta là không cần trả, không cần trả. Diệp Huyên mỉm cười, tiền bối, cảm ơn ông nhé. Lão quân gật đầu, thiếu chủ, cẩn thận nhé. Ông ta nói xong tính đi. Diệp Huyên lại bỗng hỏi, tiền bối. Có thể chỉ cho ta một con đường không? Lão quân im lặng một lát rồi nói, đi chư thần giới, đó mới là sân chơi của các thiếu chủ. Ở đây đều là mấy trò đánh lộn còn con, chẳng có ý nghĩa gì hết. Ông ta nói xong bèn lấy một cuộn giấy đưa cho Diệp Huyên, còn đây là bản đồ của chư thần giới. Diệp Huyên nhận lấy bản đồ rồi cười nói, cảm ơn. Lão quân cười, lặng lẽ nói, Huyền Tông cũng ở đó. Người có thể trực tiếp đi kế thừa tài sản. Thiếu chủ, hẹn gặp lại. Ông ta nói xong khẽ khom lưng rồi xoay người biến mất ở tinh không đằng xa. Kế thừa tài sản. Diệp Huyên chớp chớp mắt, không cần đến để bị đánh. Đúng lúc này, bên cạnh Diệp Huyên bỗng xuất hiện 20 cao thủ siêu cấp cực kỳ khủng bố. Trong đó,
Người thần bí dẫn đội khẽ khom lưng nói, thiếu chủ, một tiếng sau, chúng ta sẽ đi chấp hành mệnh lệnh. Hiển nhiên, đây là bên trên để lại cho hắn để hắn giải quyết thiên yêu tộc. Diệp Huyên im lặng một lát rồi quay đầu nhìn Yêu Liên đằng xa, vẻ mặt nàng ta lại hết sức bình tĩnh, không biết đang nghĩ gì. Yêu Liên thấy Diệp Huyên nhìn mình thì lập tức biến sắc. Nàng ta biết sự sống còn của thiên yêu tộc đang ở trong một suy nghĩ của thiếu niên. Phải nói rằng đúng là có hơi bi ai, nàng ta chưa từng nghĩ tới có ngày sự sống chết của mình sẽ được quyết định bằng một suy nghĩ của người khác. Diệp Huyên bỗng nói, mẫu thân của thiên khí đâu? Yêu Liên vội quay đầu nói, dẫn tới. Một gã cao thủ thiên yêu tộc vội lui xuống, một lát sau, một người phụ nữ đã được dẫn tới. Sắc mặt người phụ nữ có hơi trắng bệch, cơ thể ốm yếu. Khi bà ấy thấy thiên khí thì chợt giật mình. Sau đó cơ thể lập tức run lẩy bẩy rồi thoáng chốc bật khóc. Thiên khí cũng đang nhìn bà ấy, hai tay siết chặt, trong mắt lập lòe nước mắt. Lúc này, người phụ nữ loạng choạng đi đến trước mặt thiên khí rồi run rẩy vươn tay về phía mặt hắn ta. Nhưng khi sắp sờ đến mặt thiên khí thì bà ấy lại đột nhiên ôm lấy hắn ta. Trong mắt người phụ nữ, nước mắt lập tức trào ra như vỡ đê. Khóc không thành tiếng. Yêu Liên bên cạnh lại mặt mày lạnh nhạt không biết đang suy nghĩ gì. Cơ thể thiên khí cứng đờ, có chút không quen nhưng dần dần, hắn ta cũng ôm lấy bà ấy. Một lúc sau, người phụ nữ quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên khẽ nói cảm ơn. Bà ấy biết, Yêu Liên bằng lòng thỏa hiệp là vì chàng trai kia. Diệp Huyên khẽ gật đầu rồi nhìn Yêu Liên hơi khom lưng, Diệp thiếu. Diệp Huyên bỗng nói, giết. Yêu Liên sửng sốt. Diệp Huyên chớp mắt nói, không lẽ người ngây thơ đến nỗi nghĩ rằng nói lời xin lỗi là ta sẽ bỏ qua cho mình đó chứ? Đừng đùa, nếu xin lỗi mà có tác dụng thì ta còn tu luyện làm gì? Diệp Huyên vừa dứt lời thì những cao thủ bên cạnh hắn lập tức xông ra. Đằng xa, Yêu Liên vẫn hết sức bình tĩnh một cách lạ thường. Diệp Huyên thấy vậy thì khẽ cau mày. Bấy giờ, Yêu Liên lại đột nhiên biến mất. Biến mất. Diệp Huyên sửng sốt. Lúc này, ông lão dẫn đầu bên cạnh Diệp Huyên bỗng nói, thiếu chủ, khi kiếm chủ rời đi thì nàng ta đã bỏ chạy rồi. Ban nãy, những gì chúng ta thấy chỉ là ảo ảnh của nàng ta mà thôi. Diệp Huyên trầm giọng hỏi, có thể bắt được nàng ta không? Ông lão liếc nhìn xung quanh rồi lắc đầu, không cảm giác được. Diệp Huyên nghe vậy lập tức xa sầm nét mặt. Bấy giờ... Mẹ của thiên khí lại chợt nói, nàng ta là ma phượng thần tộc. Diệp Huyên nhìn về phía người phụ nữ, ma phượng thần tộc. Người phụ nữ gật đầu, một chủng tộc xa xưa, dù giờ thực lực không bằng từ trước nhưng vẫn rất mạnh. Diệp Huyên lắc đầu, nàng ta sẽ không trở về. Người phụ nữ im lặng một lát mới nhẹ giọng nói, cũng đúng. Diệp Huyên liếc đám cao thủ thiên yêu tộc giữa sân, họ thấy Diệp Huyên nhìn mình thì lập tức biến sắc. Trong mắt tràn đầy vẻ kiêng kỵ. Diệp Huyên lặng thinh một lúc rồi nhìn về phía thiên khí và người phụ nữ, thiên khí, người muốn ở lại thiên yêu tộc không? Thiên khí giật mình, sau đó ngó người phụ nữ bên cạnh. Bà ấy nắm chặt lấy tay thiên khí. Thiên khí hơi rũ đầu. Diệp Huyên đi đến trước mặt thiên khí cười nói, ở lại đây với mẫu thân ngươi đi. Hắn nói xong bèn ngó đám cao thiên yêu tộc đằng sau thiên khí. Lúc này, một gã cao thủ thiên yêu tộc vội bước tới nói, bắt đầu từ giờ phút này, thiên khí chính là tộc trưởng của thiên yêu tộc ta. Tộc trưởng, đám cao thủ thiên yêu tộc có mặt ở đây cũng vội vàng hùa theo. Bọn họ cũng không phải kẻ ngu, đương nhiên biết lúc này nếu muốn Diệp Huyên không hạ sát thủ thì chỉ có một cách, đó là để thiên khí trở thành tộc trưởng. Chỉ có vậy, thiên yêu tộc mới có thể tránh thoát được một kiếp này. Diệp Huyên lạnh lùng liếc đám cao thủ thiên khí tộc kia, sao hắn có thể không biết suy nghĩ của họ chứ? Nhưng nể mặt thiên khí, Diệp Huyên cũng chẳng muốn để ý. Dù sao, cũng không thể giết sạch đám người kia khiến thiên khí làm một vị tướng không lính đúng không? Diệp Huyên nhìn thiên khí cười nói, sau này có rảnh thì đến chư thần giới tìm ta. Hắn nói xong bèn xoay người rời đi. Bấy giờ, thiên khí bỗng gọi, đại ca. Diệp Huyên xoay người nhìn về phía thiên khí, hắn ta sải bước đi đến trước mặt Diệp Huyên, chần chờ một chút rồi lấy ra một chiếc nhẫn chứa đồ đặt vào tay Diệp Huyên. Bên trong,
có khoảng hơn 20 con dê đã nướng xong. Diệp Huyên thấy vậy thì lập tức cạn lời, người đưa chút tiền cũng được mà. Đưa dê. Vốn dĩ, Diệp Huyên định cướp sạch Thiên Yêu tộc, họ suýt nữa giết chết hắn nên đương nhiên hắn sẽ không bỏ qua một cách dễ dàng. Nhưng vì thiên khí, hắn cũng không có làm thế. Vẫn là chừa chút lại cho hắn ta đi. Diệp Huyên nhìn chiếc nhẫn chứa đồ trước mặt, vẫn cảm thấy có chút dở khóc dở cười. Hắn cất nhẫn đi rồi khẽ vỗ vai thiên khí nói, giữ sức khỏe nhé. Hắn nói xong bèn xoay người rời đi cùng ba người Thích Thiên. Thiên khí nhìn đám người Diệp Huyên rời đi mà ánh mắt dần dần ngẩn ngơ. Giờ phút này, hắn ta chợt cảm thấy lòng trống rỗng. Chấm chấm chấm. Bên kia, trong tinh không. Diệp Huyên nhìn ba người trước mặt cười hỏi, còn các huynh thì sao? Thích Thiên im lặng một lát rồi đáp, ta định quay về Thích tộc xem thử. Lâu rồi cũng chưa về. Diệp Huyên gật đầu, đúng là nên thế. Hắn lại ngó Đạo Lăng cười nói, ta cũng muốn về xem thử, thật sự là đã rời nhà lâu lắm rồi. Diệp Huyên cười, sau đó quay sang Quân Tà. Quân Tà im lặng một lát rồi nói, ta muốn xây dựng lại Tà Linh tộc. Diệp Huyên nghe vậy khẽ cười, nếu vậy, mấy người chúng ta phải tản ra rồi. Tạm thời thôi. Thích Thiên bỗng mở miệng nói, chúng ta sẽ đến chủ thần giới tìm huynh. Đạo Lăng cũng nói, đúng vậy, hy vọng đến lúc đó huynh đừng có yếu đi đấy. Diệp Huyên cười ha ha, đợi đến khi các huynh đến chư thần giới, chúng ta sẽ đấu một trận thế nào? Thích Thiên cười đáp, đúng ý ta đó. Diệp Huyên gật đầu, vậy đi thôi. Thích Thiên cũng gật đầu, các huynh đệ, hẹn gặp lại. Gã nói xong bèn xoay người biến mất ở đằng xa. Đạo Lăng lại cười hì hì đi đến trước mặt Diệp Huyên, nghiêm túc nói, Diệp huynh, có thể cho ta mượn chút trụ mạch không? Ta sẽ trả, chắc chắn sẽ trả luôn, lấy nhân phẩm của ta thề. Diệp Huyên tức tối chừng Đạo Lăng, cút, cút lẹ cái. Đạo Lăng. Sau khi Đạo Lăng bị đuổi, Diệp Huyên bèn nhìn về phía Quân Tà. Quân Tà mỉm cười nói, Diệp huynh, hẹn gặp lại ở chư thần giới. Hắn ta nói xong cũng xoay người biến mất. Hiện trường, chỉ còn lại một mình Diệp Huyên. Diệp Huyên im lặng một lát rồi lắc đầu cười, sau đó xoay người rời đi. Đi chư thần giới. Để làm gì? Kế thừa tài sản. Người đời đều nói ông đây là thiếu gia, hôm nay, cuối cùng ông đây cũng không cần phải giấu nữa rồi. Ngửa bài luôn. Ông đây sẽ làm thiếu gia, chẳng những vậy, ông đây còn phải làm một cách đường đường chính chính. Không thể để cái chuyện ngu ngốc như đến thế giới kế tiếp lại bị đánh ấy xảy ra nữa. Lần này, Diệp Huyên ta đây muốn làm vương giả trở về. Chư thiên giới, run rẩy đi. Chấm chấm chấm. Kế thừa tài sản. Diệp Huyên nghĩ vậy thì hết sức vui vẻ. Cuối cùng cũng có thể không cần bị đánh nữa rồi. Đời người, không chỉ là đánh đánh giết giết. Hạnh phúc của đời người cũng sắp bắt đầu rồi. Trong tinh không, Diệp Huyên nhìn ông lão áo đen trước mặt hỏi, các người phải đi à? Ông lão áo đen gật đầu. Diệp Huyên suy nghĩ rồi nói, ta và cha, các người nghe ai? Vẻ mặt ông lão áo đen cứng lại. Đây là một vấn đề chết người. Diệp Huyên cười hỏi, rất khó trả lời hả? Ông lão áo đen cười khổ, thiếu chủ, ta là một người thành thật. Diệp Huyên, ông lão áo đen chần chờ một lát rồi nói, thiếu chủ, nếu ngươi có gì cần thì cứ việc nói. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói, chuyến đi này, ta sợ trên đường không an toàn. Hay là các ngươi đưa ta một đoạn đường? Ông lão áo đen mỉm cười, chuyện nhỏ, chúng ta sẵn lòng đi cùng thiếu chủ một đoạn đường. Diệp Huyên gật đầu, vậy cảm ơn nhé. Ông lão áo đen vội nói, thiếu chủ tuyệt đối đừng nói thế, chết thuộc hạ. Diệp Huyên cười nói, làm giúp ta một chuyện, tìm yêu liên của thiên yêu tộc kia ra cho ta. Đương nhiên hắn sẽ không quên người phụ nữ ấy, đó là một người có được giãn được, không giết thì sau này sẽ để lại họa. Ông lão áo đen khẽ khom lưng đáp, vâng. Ông ta nói xong bèn xoay người rời đi. Hiện trường, Diệp Huyên mở tay ra, thanh kiếm do cha đưa lập tức xuất hiện trong tay. Diệp Huyên không ngừng truyền huyền khí vào. Thanh kiếm bắt đầu run lên. Một lát sau, hắn cau mày lại vì chợt nhận ra mình vẫn không thể phát hiện ra điểm đặc biệt của nó.
cha cố ý tạo ra cho mình. Diệp Huyên có chút nghi ngờ, lẽ nào ông ấy đang lừa mình? Diệp Huyên nghĩ vậy thì lập tức sa sầm nét mặt, vì hắn cảm thấy rất có khả năng là thế. Ông cha này có đôi lúc chẳng phải người. Diệp Huyên im lặng một lát rồi định thử cắn nuốt thanh kiếm này, nhưng hắn lại giật mình phát hiện mình thế mà lại không thể cắn nuốt được nó. Diệp Huyên có hơi khó tin nhìn thanh kiếm trong tay. Phải biết rằng, có thể chống lại được sự cắn nuốt của vô địch kiếm thể chỉ có cái loại như kiếm Thanh Huyên. Nhưng không ngờ thanh kiếm này lại có thể không bị hắn cắn nuốt. Có chút thú vị đó chứ. Diệp Huyên lại quan sát kỹ lương thanh kiếm trong tay, một lát sau, hắn bỗng chém ra một kiếm. Vèo. Một kiếm này vừa chém ra, tinh không ngoài mấy vạn trượng đã trực tiếp bị chém thành một cái khe khổng lồ. Diệp Huyên cau mày, bởi vì thanh kiếm này không có chức năng thêm vào nào. Diệp Huyên lặng im một lát rồi nói, lão huynh, hay là ngươi thể hiện một chút? Chẳng có sự đáp lại nào. Diệp Huyên khẽ thở dài, kiếm chắc chắn là không bình thường, nhưng phi phàm ở chỗ nào thì hắn lại không biết. Ông cha này đúng là, đưa thanh kiếm cũng phải làm màu như vậy nữa. Diệp Huyên không có dối dám tiếp, cất kiếm đi. Đúng lúc này, ông lão áo đen kia bỗng dưng xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Diệp Huyên nhìn ông ta hỏi, tìm được rồi. Ông lão áo đen gật đầu. Diệp Huyên nheo mắt, giết. Ông lão áo đen do dự một chút rồi nói, vẫn chưa. Thiếu chủ, người đi theo ta một chuyến đi. Diệp Huyên khẽ cau mày. Một lát sau, dưới sự dẫn dắt của ông lão áo đen, Diệp Huyên đã đi đến một đống phế tích. Sau đó, hắn đã gặp được Yêu Liên bên trong đống đổ nát ấy. Nàng ta vẫn mặc chiếc váy đen, vừa xinh đẹp là toát ra vẻ trưởng thành. Yêu Liên xoay người nhìn về phía Diệp Huyên, Diệp Thiếu. Diệp Huyên hỏi, người muốn gặp ta? Yêu Liên gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyên cười nói, hay là định lừa dối ta? Yêu Liên lắc đầu, Diệp Thiếu thông minh tuyệt đỉnh, không ai có thể lừa được ngươi. Diệp Huyên cười, ta hơi tò mò, tại sao ngươi lại muốn gặp ta trước khi chết? Yêu Liên nhìn Diệp Huyên nói, một mình ta chết thôi, đừng truy cứu gia tộc và con trai ta, được không? Diệp Huyên im lặng. Yêu Liên mỉm cười, những việc ta làm đều không liên quan gì đến họ hết. Diệp Huyên vẫn im lặng. Yêu Liên khẽ khom lưng nói, cảm ơn. Diệp Huyên cười nói, ta vẫn chưa đồng ý mà. Yêu Liên cười đáp, ngươi sẽ đồng ý. Diệp Huyên cau mày. Yêu Liên tiếp tục nói, bởi vì Diệp công tử là một người ân oán rạch ròi. Diệp Huyên lắc đầu, đừng nịnh ta. Yêu Liên, ngươi cũng đừng làm như ta là một kẻ ác. Nếu hôm đó ta thua thì kết quả của ta sẽ thế nào? Hắn nói xong bèn xoay người rời đi. Yêu Liên gọi, Diệp công tử. Đằng xa, Diệp Huyên lắc đầu, ta không có hứng thú nghe ngươi nói nhảm. Còn chuyện ngươi muốn sống thì ta có thể nói thật cho ngươi biết là tuyệt đối không thể nào. Dù tam kiếm đến, ta cũng muốn giết ngươi. Ngươi! Yêu Liên bỗng nói, 100.000 cái trụ mạch. Diệp Huyên chợt dừng lại, xoay người nhìn Yêu Liên, ta cảm thấy, thù hận nên hóa giải chứ đừng để làm gì. Chúng ta có thể nói chuyện. Ông lão áo đen cạnh Diệp Huyên không nhìn được quay sang liếc Diệp Huyên, trong mắt rõ ràng có sự kinh ngạc. Yêu Liên liếc Diệp Huyên nói, 1.000 vạn trụ mạch, mua mạng của ta. Diệp Huyên im lặng một lát rồi nói, thù hận giữa chúng ta không thể lấy tiền tài ra để suy xét được, ta. Yêu Liên đột nhiên nói, 1.500 vạn. 1.500 vạn. Diệp Huyên ngó Yêu Liên, sắc mặt nàng ta hơi trắng bệch nói, đây là mức cao nhất mà ta có thể lấy ra được. Diệp Huyên mở tay ra. Yêu Liên chần chờ rồi nói, lỡ ngươi mặc quần xong không giữ lời thì sao? Diệp Huyên cau mày, ngươi cảm thấy so sánh đó của mình dùng như vậy thích hợp hả? Hả? Yêu Liên. Lúc này, một gã áo đen chợt xuất hiện bên cạnh Yêu Liên rồi đưa một chiếc nhẫn chứa đồ cho nàng ta. Yêu Liên nhận lấy, sau đó đưa cho Diệp Huyên. Giờ phút này, trái tim nàng ta đang nhỏ máu. 1.500 vạn cái trụ mạch đó. Đây là tích góp cả đời của nàng ta. Chẳng những là tích góp cả đời mà còn có sự giúp đỡ đến từ ma phượng thần tộc. Nếu không có họ thì nàng ta hoàn toàn không thể gom được nhiều trụ mạch như vậy. Mà với ma phượng thần tộc thì cũng là đang nhỏ máu. Diệp Huyên cất nhẫn đi rồi xoay người rời đi.
Ông lão áo đen sửng sốt, sau đó hỏi, Diệp thiếu. Giết hay là? Diệp Huyên liếc Yêu Liên hỏi, người sẽ trả thù hả? Yêu Liên lập tức nói, cha Diệp thiếu còn sống thì ta sẽ không bao giờ trả thù. Diệp Huyên cười ha ha, xoay người rời đi. Ông lão áo đen vội vàng theo sau. Trong sân, mặt mày Yêu Liên chợt thả lỏng. Sống rồi. Bấy giờ, gã áo đen cách đó không xa do dự một lát rồi nói, tiểu thư. Lời nói ban nãy của người. Yêu Liên nhìn đằng xa khẽ nói, ta nói không trả thù thì hắn chắc chắn sẽ không tin. Ta là đang nói, ta muốn trả thù nhưng lại không có khả năng ấy. Gã áo đen gật đầu, hiểu rồi. Gã nói xong trần chờ một lát rồi mới nói, vậy thiên yêu tộc kia. Yêu Liên lắc đầu, chúng ta đã thua. Nàng ta nói xong bèn quay đầu nhìn ra xa, nhẹ nhàng nói, người đàn ông áo xanh kia. Mạnh đến nỗi làm người ta tuyệt vọng, dù là ta của bây giờ thì cũng cảm thấy tuyệt vọng. Gã áo đen cau mày, trong lòng có hơi khó hiểu, tiểu thư của bây giờ. Chấm chấm chấm. Trong tinh không, Diệp Huyên ngự kiếm bay đi. 1.500 vạn cái trụ mạch. Phải công nhận rằng đây quả thật là một con số lớn với hắn. Hắn không thể nào cưỡng lại được. Bởi vì giờ cái hắn thiếu nhất chính là trụ mạch. Giờ, hắn đang là tuế nguyệt cảnh, còn chẳng phải là tuế nguyệt khống giả. Mà trên tuế nguyệt khống giả còn có luân hồi hành giả, trên nữa lại có càng mạnh hơn. Mà tu luyện lại cần tiền. Lúc này, ông lão áo đen bỗng hỏi, thiếu chủ, người có biết tại sao người phụ nữ ban nãy có thể sống được không? Diệp Huyên cau mày, ý ông là sao? Ông lão áo đen trầm giọng nói, người phụ nữ đó cực kỳ không đơn giản, nếu chỉ một mình thuộc hạ thì thực ra không thể giết được nàng ta. Diệp Huyên nhìn ông lão áo đen, ông ta nặng nề nói, nàng ta chắc hẳn đã đạt tới chi huyền cảnh. Diệp Huyên trầm giọng hỏi, chi huyền cảnh? Ông lão áo đen gật đầu. Diệp Huyên khẽ thở dài, giơ tay đỡ trán. Ông lão áo đen trần chờ một lát rồi nói, xem ra, thiếu chủ còn chưa dành về những cảnh giới ấy. Không sao, thuộc hạ sẽ giải thích cho người. Diệp Huyên bỗng mở miệng nói, dừng lại. Ông lão áo đen sửng sốt. Diệp Huyên lắc đầu bảo, khỏi cần giới thiệu, ta nghe mệt, cút mẹ nó chứ cảnh giới. Hắn nói xong bèn xoay người rời đi. Ông lão áo đen. Chấm chấm chấm. Phải nói là Diệp Huyên thật sự rất ghét nó. Vì có quá nhiều cảnh giới. Nhiều đến nỗi hắn cảm thấy hết sức bất thường, hệ thống cảnh giới rối loạn như vậy thì đúng là hơi quá. Cũng không biết là tên ngớ ngẩn nào làm ra việc đó. Diệp Huyên thật sự bó tay. Còn cả Tần Quan nữa. Chẳng phải Tần Quan muốn sắp xếp lại cảnh giới sao, cũng không biết nàng ta sửa đến đâu rồi. Tuy chán ghét nó, nhưng Diệp Huyên vẫn phải tìm hiểu về chi huyền cảnh. Dưới sự giải thích của ông lão, Diệp Huyên cũng có đôi chút hiểu biết về nó. Chi huyền. Chính là hiểu được vận hành chi đạo của bút đại đạo. Quỹ đạo số mệnh của vạn vật trên đời đều do bút đại đạo điều khiển, mà chi huyền chính là chỉ bản thân có thể biết được quỹ đạo vận hành của bút đại đạo. Hiện nay, bút đại đạo chính là một cái phương hướng. Phương hướng tu luyện của một số cao thủ đỉnh cấp. Chẳng có ai lại không muốn thoát khỏi bút đại đạo, nhảy ra khỏi vận mệnh chi đạo. Diệp Huyên cũng không có đi tu luyện chi huyền cảnh, giờ hắn chỉ muốn đi từng bước một. Ổn định một chút. Trước đó tu luyện quá nhanh nên giờ hắn chỉ muốn ổn định. Đương nhiên, hắn muốn thế cũng là vì có lòng tin. Khác với trước đó, lúc trước khi đến một vũ trụ tiếp theo thì toàn là bị đè ra đánh. Nhưng giờ lại khác, lần này hắn đi làm gì? Hắn đi để kế thừa tài sản. Ở chư thiên giới kia đang có một khối tài sản khổng lồ chờ hắn đến kế thừa. Lần này, Diệp Huyên muốn đi làm mầu. Diệp Huyên nghĩ vậy không khỏi vui vẻ cười. Giờ phút này, hắn cảm thấy thực ra thế giới này vẫn rất tươi đẹp. Đời người, đâu đâu cũng là tốt đẹp. Chẳng bao lâu sau, đám người Diệp Huyên đã đi tới vũ trụ chư thiên. Ở một nơi nào đó trong tinh không, ông lão áo đen khẽ khom lưng với Diệp Huyên nói, thiếu chủ, đằng trước chính là Huyền Tông, chúng ta đây cũng tạm biệt người tại đây. Diệp Huyên gật đầu, ừ. Ông lão áo đen lại khom lưng rồi rời đi. Chấm chấm chấm.
Diệp Huyên mỉm cười liếc nhìn đằng xa, sau đó lấy chiếc nhẫn màu đen kia ra đeo lên. Tiếp theo, hắn bèn đi về phía. Một lát sau, Diệp Huyên đã đến Huyền Tông. Song khi bước vào Huyền Tông, hắn lại sửng sốt. Giờ phút này, hắn đang đứng trên một cái sườn núi. Ở trước mặt hắn cách đó không xa có một tòa đại điện thấp bé, trước cửa còn thiếu mất một cánh, cây cột bên cạnh cũng chóc sơn. Nếu không phải trên cửa treo một tấm bảng siêu vẹo viết hai chữ Huyền Tông thì hắn còn cho rằng mình đến lộn chỗ. Đúng lúc này, một ông lão ăn mặc lôi thôi bỗng đi ra, nhìn thấy Diệp Huyên thì hơi sửng sốt rồi lập tức thay đổi sắc mặt. Sau đó, ông ta trực tiếp xông tới trước mặt Diệp Huyên ôm lấy hai chân hắn gào khóc thiếu chủ. Thiếu chủ, ngươi tới rồi. Nếu ngươi không đến thì hơn 10 cái miệng trên dưới của Huyền Tông sẽ chết đói. Thiếu chủ ơi! Ông ta khóc một lúc bỗng run lẩy bẩy, sau đó trợn trắng mắt rồi ngất đi. Diệp Huyên thấy vậy lập tức ngây người. Ông ta vậy mà lại thật sự sắp chết đói. Lúc này, lại có 7-8 người nữa xông ra. Khi nhìn thấy Diệp Huyên thì họ lập tức chạy tới trước mặt hắn khóc giống lên như ông lão ban nãy. Diệp Huyên nhìn thoáng qua thì phát hiện mười mấy người này thế mà lại đều là người thường. Toàn bộ đều là người thường. Không có một người nào là tu luyện hết. Đầu óc Diệp Huyên lập tức chết máy. Diệp Huyên lại nhìn Huyền Tông đằng xa, một lát sau, hắn bỗng giơ ngón giữa lên trời, lão quân. Mụ nội nhà ông. Chấm chấm chấm. Trả thù. Hắn biết, chắc chắn đây chính là sự trả thù của lão quân. Không phải chỉ lừa đảo 1 tỷ trụ mạch thôi sao? Về phần bản thân ngươi ư. Diệp Huyên cũng sụp đổ luôn rồi. Cho gì vậy? Lúc này, ông lão lôi thôi ôm chân Diệp Huyên đột nhiên run run cất lời. Thiếu chủ có đồ ăn không? Ta thấy mình sắp không ổn, rồi. Diệp Huyên. Một lát sau, trong đại điện cũ nát, Diệp Huyên đứng trước một bức tượng, im lặng hồi lâu. Bức tượng này chính là tượng của cha hắn, vừa cũ nát, lại còn sứt vỡ không hoàn chỉnh, đến mắt cũng chỉ còn một bên. Ở một bên, mười mấy người do ông lão lôi thôi cầm đầu đang ăn như hổ đói. Mười mấy người đó cứ như bị bỏ đói mấy trăm năm nay, tướng ăn còn khó tả hơn cả thiên khí. Diệp Huyên nhìn bọn họ, hoàn toàn cạn lời. Giờ phút này, hắn cảm thấy cuộc đời đúng là đen tối không gì sánh được. Cho gì vậy? Một lát sau, đám người ông lão lôi thôi đã ăn uống no nê, ông lão lôi thôi đi tới trước mặt Diệp Huyên, cúi gập người hành lễ, thiếu chủ. Diệp Huyên khẽ gật đầu, sau đó nói, ăn xong chưa? Ông lão lôi thôi nhếch miệng cười, no rồi. Diệp Huyên cười nói vài lời về Huyền Tông và các ông đi. Hắn cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy, nếu những người này là người của cha hắn thì có lẽ cũng không phải người bình thường. Ông lão lôi thôi hơi do dự, sau đó hỏi, có phải thiếu chủ hơi thất vọng không? Diệp Huyên nhìn ông ta, cười nói, sao ông biết? Ông lão lôi thôi cười khổ, vẻ mặt và ánh mắt của thiếu chủ lộ ra vài phần thất vọng. Rõ ràng chúng ta hoàn toàn không hề giống những gì thiếu chủ nghĩ. Diệp Huyên khẽ gật đầu, ta cũng không gạt ông, các ông quả thật có hơi khác những gì ta đã nghĩ. Ông lão lôi thôi cười nói, ta hiểu mà. Dứt lời, ông ta hơi cúi người, thiếu chủ, đi theo ta. Sau đó ông ta dẫn Diệp Huyên quay lưng đi về phía điện phụ. Diệp Huyên tò mò đi theo. Lúc ông lão mở cảnh cửa điện phụ ra, Diệp Huyên lập tức sửng sốt, bởi vì không gian bên trong điện phụ rất rộng, ước chừng 1000 trượng, bên trong trưng bày không ít hơn 100 vạn cuốn sách cổ. Kho sách sao? Diệp Huyên thoáng ngẩn người, sau đó quay đầu nhìn ông lão, những thứ này là... Ông lão lôi thôi nghiêm túc nói, vũ trụ toàn thư. Diệp Huyên nhíu mày, vũ trụ toàn thư. Ông lão lôi thôi gật đầu, mười mấy người chúng ta phụ trách biên soạn vũ trụ toàn thư. Ở nơi này có rất nhiều cách phân loại, theo nền văn minh thì có ghi chép về những văn minh vũ trụ đã được nhận biết, còn có cả phân loại nhân văn, võ đạo, cảnh giới, tóm lại, ngoại trừ thư viện Hoa Hạ ra thì nơi đây của chúng ta chính là nơi chứa lớn nhất, đỉnh nhất. Diệp Huyên thoáng kinh ngạc, thư viện Trung Hoa là. Ông lão lôi thôi gật đầu, do các chủ tần quan của tiên bảo các sáng lập. Diệp Huyên nghe vậy liền lắc đầu bật cười. Ông lão lôi thôi có điều muốn nói lại thôi. Diệp Huyên cười hỏi, sao thế?
Ông lão Lôi Thôi cười khổ, thật sự không dám giấu, hơn 20 năm nay kiếm chủ chưa phát bổng lộc cho chúng ta rồi. Diệp Huyên. Nụ cười của ông lão Lôi Thôi lộ vẻ cay đắng, thiếu chủ chúng ta. Diệp Huyên hỏi, bổng lộc một năm của các ngươi là bao nhiêu? Ông lão Lôi Thôi đáp, của ta là 100 trụ mạch, những người khác chừng hơn 10 trụ mạch. Diệp Huyên trầm mặc. Ông lão Lôi Thôi quan sát Diệp Huyên, không dám nói tiếp. Diệp Huyên đột nhiên đi tới bên cạnh một giá sách. Các loại cảnh giới. Diệp Huyên lập tức cảm thấy tò mò, cầm một cuốn sách cổ rất dày lên. Lúc này, ông lão Lôi Thôi đột nhiên nói, trong đó có tất cả các cảnh giới của những vũ trụ đã được nhận biết hiện giờ. Cảnh giới của các vũ trụ đã được nhận biết. Diệp Huyên khẽ gật đầu, mở sách cổ ra. Vũ trụ tứ duy. Thối thể cảnh, luyện lực cảnh, nội tráng cảnh, kim tu cảnh, bất tức cảnh, khí biến cảnh, kim thân cảnh, ngự khí cảnh, lăng không cảnh, vạn pháp cảnh, chân vạn pháp cảnh, ngự pháp cảnh, chân ngự pháp cảnh, phá không cảnh, nguyên cảnh, âm cảnh, vô thượng chi cảnh, thánh cảnh, tạo hóa cảnh, đạo cảnh, thủy đạo cảnh, chi đạo cảnh, chứng đạo cảnh, trưởng đạo cảnh, thiên đạo cảnh, phong đế cảnh, thần cảnh, trí cảnh đỉnh cao, đăng phong cảnh, vị chi cảnh, tạo cực cảnh, địa tiên cảnh, mệnh cảnh, phá mệnh cảnh, cầu đạo cảnh, nhập đạo cảnh, phá đạo cảnh, diệt đạo cảnh. Vũ trụ ngũ duy. Thủy nguyên cảnh, càn khôn cảnh, âm dương cảnh, sinh tử cảnh, thiên cơ cảnh, nhân quả cảnh, luân hồi cảnh, chủ tế cảnh, phá hư cảnh, quy nguyên phá giới cảnh, độn nhất cảnh, phá đạo cảnh, chứng đạo cảnh, ngự đạo cảnh, thành đạo cảnh. Vũ trụ lục duy tới vũ trụ cửu duy. Quy nhất cảnh, thần kính, vĩnh hằng cảnh, thần vị cảnh, thiên vị cảnh, phá phàm cảnh, diệt phàm cảnh, nhập thần cảnh, siêu thần cảnh, phá thần cảnh, diệt thần cảnh, ý cảnh, trụ cảnh, giới hạn cảnh, vô biên cảnh, vô giới cảnh, hư vô cảnh, đăng thiên cảnh, tuyệt trần cảnh, thời không cảnh, tiểu thánh nhân cảnh, đại thánh nhân cảnh, cổ thần cảnh, tố thể cảnh, tố cách cảnh, tố hồn cảnh. Vũ trụ khiêu xuất. Thần đế cảnh, thần cách cảnh, thần hồn cảnh, nhất đoạn thập nhị đoạn, vô gian cảnh, vô gian chi đạo, thần linh cảnh, mệnh cách cảnh, mệnh hồn cảnh, nguyên thần cảnh, mệnh chi cảnh, mệnh chi thánh cảnh, mệnh chi thần giả. Cảnh giới kiếm tu. Kiếm tu, đại kiếm tu, tông sư kiếm đạo, kiếm chủ, kiếm hoàng, kiếm tiên, đại kiếm tiên, kiếm thánh siêu phàm, kiếm thần siêu phàm, phàm kiếm, kiếm tâm tự tại, kiếm biến, phàm cảnh, tâm kiếm, kiếm thế, tĩnh tâm, ngưng thần. Chín cấp văn minh, vô ý, vô niệm, vô thân, vô hồn, vô đạo. Chủ nguyên giới, trong vòng, phá vòng, vẽ vòng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 204.